bao nhiêu số anh chị đây mình đang có uh, mình đang có kinh doanh ạ à? bao nhiêu anh chị đây Mình đang có làm kinh doanh ạ à? bao nhiêu anh chị đây mình đang uh, xây dựng một công việc kinh doanh tạo ra thu nhập thụ động như các anh chị ạ à? yeah. Và bao nhiêu các anh chị đây mình uh, đang uh, mong muốn là mình có thể xây dựng công việc kinh doanh thành công ạ à? có không các anh chị ơi nhà yeah. và nếu như mà các anh chị đang có một cái ý định muốn gia tăng dòng tiền gia tăng thu nhập của mình thông qua cái công việc kinh doanh ha thì uh, với theo tin rằng là với cái biện pháp với cái cách thức để mà Theo chia sẻ với các anh chị ngày hôm nay các anh chị sẽ biết cách vận hành luật hấp dẫn để mà có thể gia tăng tạo ra cái dòng thu nhập cho các anh chị gia tăng cái thu nhập cho mình cũng như là thu hút khách hàng tiềm năng cho các anh chị ha được không ạ ok và các anh chị sẵn sàng chưa ạ nếu anh chị sẵn sàng rồi hãy comment tôi được không dạ yeah, các anh chị đã rất là sẵn sàng để comment tôi được không ạ thì trước khi bắt đầu thì theo sẽ giới thiệu bản thân của mình một chút xíu thì um, cách đây 3 năm về trước các anh chị thì theo không biết theo cũng không biết cách làm kinh doanh đâu các anh chị ha thì cũng không biết cách xây dựng cho mình một cái hệ thống uh, như thế nào cả thì cũng không biết cách bán hàng luôn các anh chị tất uh, nói chung là tất cả về câu chuyện kinh doanh là thì đều không biết yes. uh, và theo gặp một cái vấn đề rất là lớn về tài chính về sức khỏe về mối quan hệ các anh chị uh, hơn 7 năm theo đi học và theo đi kiếm tiền thì theo không có tích lũy được bất cứ một cái kinh nghiệm một cái tư duy hay là một cái đồng tiền nào hết các anh chị ha cho đến năm thời điểm mà theo 20 25 tuổi 27 tuổi rồi thì cái giai đoạn đó theo đang gặp một cái vấn đề rất là lớn về tài chính không biết là các anh chị nào ở đây mình đang gặp với vấn đề lớn về tài chính không ạ à, đang rất là bế tắc về tiền bạc các anh chị ha kể cả về sức khỏe về mối quan hệ luôn và thời điểm đó theo đang nặng 75 40 Thế đang nặng 39 kg các anh chị ha. Và mối quan hệ thì không hề tuyệt vời. Thế không hòa hợp với bất kỳ gia đình và kể cả về sức khỏe của thơ thì cũng rất là suy giảm. Cái tài sản duy nhất là mình có đó chính là tài sản sức khỏe nhưng mà nó cũng bị suy giảm các anh chị. Và về tài chính thì sao ạ? Theo làm mức lương 5 triệu một tháng nhưng mà không giữ được không giữ được tiền và cứ tài khoản ngân hàng của thơ mà nó vừa được 5 triệu á, 10 triệu là mình đã biến mất hai các anh chị. Và lúc đó mình chỉ có da với xương thôi. À, công việc kinh doanh thì bán hàng không được. Nhá. Yeah. Và khi mà gặp mà một cái bế tắc về tài chính như vậy á thì Thêu mới thật sự là đi tìm cái câu trả lời các anh chị. Và mình trong quá trình mình đi tìm kiếm thì mình đã gặp được à, hai người thầy tuyệt vời đã giúp đỡ mình cho phép theo được vào nhóm rèn luyện, nhân nhân chào hóa dạng của câu lạc bộ để mà à, Thêu được rèn luyện được trâu dồi và có được bản thân của theo ngày hôm nay. Và cũng hơn 3 năm theo đã trở thành một nhà huấn luyện viên cuộc sống Theo đồng hành với môi trường câu lạc bộ Để giúp cho hơn 10.000 anh chị thành công hơn Khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn Và thưa cũng đã giúp cho các anh chị đã xây dựng công việc kinh doanh Tự động hóa, tạo ra thu nhập thụ động Và giúp cho các anh chị tự do tài chính lo được cuộc sống của mình Và các anh chị Và thưa đã hồi phục được tạo ra cho mình có thể rất là khỏe mạnh Và thưa đã hòa hợp được với gia đình Với người bạn đời với đối tác, với khách hàng và có rất là nhiều những cái mối quan hệ triệu phú những mối quan hệ người thành công và thì cũng đã có được một cuộc sống à, đi du lịch vòng quanh thế giới có đủ tiền để lo cho cha mẹ của mình lo cho sức khỏe của cha mẹ mình xây cho cha mẹ mình một căn nhà tuyệt vời nhất ở quê và thì cũng có được cái nơi ở sang trọng đẳng cấp tại uh, sài gòn và nói chung là đối với cuộc đời của mình như thế là cũng khá là tuyệt vời anh chị ha và thì cũng đã sở hữu cho mình một chiếc ô tô như mình mong ước và đặc biệt là cái con người mà tôi trở thành ngày hôm nay nó đã tuyệt vời hơn cách đây 3 năm về trước các anh chị nha ok và tôi cũng đã có những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời nhất nhất trên thế giới các anh chị có thể xem sau qua ha và đây là Thư đen có mặt tại châu âu tháp Eiffel từ cùng với môi trường câu lạc bộ hai các anh chị dạ rất là tuyệt vời à, đó là một vài cái câu chuyện của Thư à, thêu chia sẻ cho anh chị biết để mà anh chị có thể tin tưởng à, gửi cái niềm tin ở thêu rằng là với một cái cô gái à, không có gì trong tay đúng không ạ chỉ có một người sức khỏe cũng không có đúng không ạ và chỉ có một cái điều đó chính là mình có một cái khát khao thành công thôi à, cho anh chị nên là ngày hôm nay thì với những cái kinh nghiệm với những cái gì mà Thư đã học được trong môi trường câu lạc bộ thì với lại là tôi cũng đã giúp cho hơn rất là nhiều anh chị xây dựng công việc kinh doanh thành công thì tôi có thể chia sẻ cho anh chị một vài cái quy kíp anh chị có thể tận dụng luật hấp dẫn để mà mình có thể xây dựng công việc kinh doanh của mình các okay, anh chị nha ok bao nhiêu chị mình rất là sẵn sàng ạ à. thì bao nhiêu anh chị đây mình đã biết đến luật hấp dẫn chưa à? ừ Hai ngày trước thì theo có chia sẻ với các anh chị một cái bí mật đó chính là sức mạnh phi thường bên trong bạn đúng không ạ? Thì các anh chị hãy biết rằng là trong cơ thể các anh chị nó có một cái tâm thức. Tâm thức được tâm thức nó có hai phần là ý thức và tiềm thức và theo cũng đã giới thiệu cho anh chị cái cách làm thế nào để các anh chị giao tiếp với tiềm thức rồi ha, hai ngày trước theo đã chia sẻ với anh chị rồi. Và hôm nay là ngày thứ ba. Thì các anh chị biết rằng là Uh, cơ thể các anh chị nó có một cái tâm thức vậy thì cái điều gì khiến cho các anh chị đang thu hút những cái điều tuyệt vời cũng như là những cái vấn đề đến cuộc sống của các anh chị? Yes, các anh chị có biết rằng là uh, hiện tại luật hấp dẫn là gì? Là cái gì giống nhau thì hấp dẫn nhau, cái gì ở bên trong thì sẽ có bên ngoài, tập trung cái gì thì cái đó mở rộng, đúng không ạ? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là uh, những cái bông hoa thì nó sẽ thu hút ong bướm đúng không các anh chị? đường á, rùi mũi á, thì nó sẽ bị thu hút bởi những cái đống rác rác thì nó chỉ thu hút rùi mũi thôi à, đường thì nó sẽ thu hút kiến thu hút đồ ngọt đúng không thế thì cho em hỏi cái gì là đồ ngọt nó sẽ thu hút những con ký hay gì đó như thì cái câu hỏi đặt ra là vậy thì các anh chị đang thu hút điều gì và cuộc sống này đang vận hành theo luật hấp dẫn các anh chị không có cái gì ở gần cái gì mà nó lại không có cái lực hút ạ? giống nhau là nó hấp dẫn lẫn nhau Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là hiện tại á, những cái con người nè, sự kiện nè, cuộc sống của các anh chị đang có, các anh chị có biết rằng là do chính mình hấp dẫn tới không ạ? Hay là theo anh chị nghĩ là cái số tôi nó vậy, à, các anh chị? À, hồi xưa em theo nghĩ rằng là à cái số mình sinh ra là sinh ra trong gia đình không có giàu có, cha mẹ không có được chạy dạy dỗ cho mình, không có vốn liếng cho mình làm ăn, kinh doanh. À, không có tạo điều kiện cho mình ABC đúng không ạ đó thì mình đổ lỗi cho cuộc đời Các anh chị Đấy, nhưng mà khi mà đến với môi trường câu lạc bộ thì em mới biết rằng là không, không 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 thể như thế chắc là gì ạ Rồi là do chúng ta hấp dẫn tới vậy thì uh, Vậy thì anh chị hấp dẫn những cái thứ đó đến cuộc đời của mình thông qua cái gì đây điều gì đó cái giúp cho anh chị hấp dẫn này ạ anh chị có biết không ạ À, nếu như mà nếu như trong cơ thể các anh chị nó có hàng tỷ tế bào thì trong cơ thể của theo nó cũng có hàng tỷ tế bào vậy thì tại sao có người lại hấp dẫn sự thành công có người lại hấp dẫn sự thịnh vượng nhưng có người thì lại hấp dẫn sự thiếu thốn sự bằng cùng các anh chị yeah. các anh chị có đặt câu hỏi đó không vậy thì sự khác biệt ở đây là cái gì tại sao có người hấp dẫn sự sự dư giả thịnh dưỡng tại sao người là hấp dẫn hấp dẫn sự thiếu thố tại sao người thì hấp dẫn cái uh, những cái con người tuyệt vời nhưng mà tại sao người lại hấp dẫn những con người không tốt <laughs> đâu mà các anh chị biết không Vậy uhm, lý do thì đâu ạ à? thì nó đến từ đâu ạ à? đến từ đó chính là à, cái tâm thức bên trong của các anh chị ha cái tâm thức bên trong của các anh chị hay còn gọi rằng là gì ạ à? từ trong từng cái tế bào của các anh chị nó có thông tin nó có chứa những cái thông tin các anh chị. Nó chứa những cái đoạn thông tin. Ví dụ như hồi xưa các anh chị có hay à, cha à, tế bào người cha kết hợp với tế bào người mẹ tạo ra tế bào của các anh chị đúng không ạ? Và trong tế bào của người cha nó có thông tin không ạ? Nó có ADN đúng không ạ? Và tế bào người mẹ nó cũng có thông tin. Thì những cái chuỗi ADN đó là những cái chuỗi chứa thông tin và tế bào người cha kết hợp tế bào người mẹ thì nó sẽ cho anh chị những cái lượng thông tin của người mẹ của người cha lưu trữ trong tế bào của các anh chị. Yes. Và khi mà các anh chị ở trong bụng mẹ thì lượng cái thông tin mà người mẹ của mình tiếp nạp thông tin gì thì nó cũng sẽ lưu trữ trên tế bào của các anh chị luôn. Và khi mà các anh chị sinh ra khỏi bụng mẹ, các anh chị đi học nè, các anh chị đi chơi nè, các anh chị sống nè, các anh chị xem phim, các anh chị xem video nè thì tất cả những cái lượng thông tin mà các anh chị tiếp nạp được nó cũng sẽ lưu vào trong tế bào của các anh chị. Dạ và các chị công nhận rằng là mỗi người chúng ta sinh ra chúng ta được sống trong một cái môi trường khác nhau và chúng ta được tiếp nạp một lượng thông tin khác nhau dễ yeah. trừ khi à, trừ khi chúng ta ở cùng nhà chúng ta ăn cùng lúc chúng ta đi học cùng trường chúng ta học cùng thầy cô chúng ta xem cùng bộ phim chúng ta xem từng cái tv thì cái cái tiềm thức của mình nó có khi nó mới giống nhau thôi các chị có nhận không đấy vậy thì cái vấn đề tại sao có người là hấp dẫn sự thịnh dưỡng, có người là hấp dẫn sự thiếu thốn là bởi vì sao ạ? À? là bởi vì cái tâm thức của các anh chị, từng cái tế bào của các anh chị nó đã tiếp nhận một cái lượng thông tin khác nhau và nó khiến cho các anh chị đưa ra những cái suy nghĩ, những cái suy nghĩ và những cái cảm xúc khác nhau về tiền bạc, các anh chị về cuộc sống về tiền bạc, cái đó người ta gọi là gì ạ? À, nhiệt kế trong tâm thức hay cái đó người ta gọi là gì? nhiệt kế được cài đặt trong tâm thức Ừ. Rồi. một cái nhiệt kế tài chính được cài đặt trong tâm thức là những cái suy nghĩ những cái niềm tin những cái cảm xúc những cái hành động của các anh chị được liên quan tới tiền bạc mà được lập trình trước trong cái tiềm thức của các anh chị được không ạ Vậy thì à, vậy thì chúng ta sẽ tận dụng cái tâm thức này các anh chị trước giờ do chúng ta không biết Trước giờ chúng ta không biết nên là chúng ta để nó diễn theo tự nhiên chúng ta để tâm thức của mình nó diễn theo tự nhiên nó, chứ, nó chứa nó chứa chứa thông tin gì cũng được nó chứa cảm xúc gì cũng được nó chứa niềm tin gì cũng được và nó khiến cho mình hấp dẫn những cái thứ cái thứ mình không muốn nó cũng hấp dẫn luôn ok không ạ vậy thì bây giờ mình làm chủ cuộc đời là sao ạ làm chủ cuộc đời có nghĩa là mình sẽ làm chủ cái tâm thức của mình các anh chị ghi xuống ha làm chủ cuộc đời là mình sẽ làm chủ cái tâm thức của mình các anh chị mình sẽ làm chủ cái tâm thức của mình. Thì khi mà các anh chị làm chủ cái tâm thức của các anh chị, anh chị uh, lập trình lại cái tâm thức của mình. Các anh chị chỉ cho phép những cái niềm tin nào, cho phép những cái suy nghĩ nào, cho phép những cái hình ảnh nào, cho phép những cái thông tin nào được lập trình vào trong cái tiềm thức của các anh chị thôi. Còn những cái thứ gì không tốt các anh chị có thể không cho vào. được không các anh chị giới. Yes, ok ạ. Ừ. Vậy Thì các anh chị phải biết rằng là cái tâm thức của các anh chị nó tỏa ra năng lượng. Mỗi lần các anh chị phát ra một cái suy nghĩ, các anh chị phát ra một cái cảm xúc thì uh, nó có tần số và nó sinh ra năng lượng các anh chị. Ok không ạ? À? Và khi mà cơ thể các anh chị nó tỏa ra năng lượng, nó tỏa ra tần số thì tần số nào nó giống nhau thì nó sẽ hấp dẫn nhau. Các anh chị hiểu không ạ? Vậy thì chính cái tâm thức của các anh chị Nó giống như là một cái trạm phát cảm xúc Nó giống như là một cái trạm phát tần số Cái tâm thức của các anh chị Nó giống như là một cái trạm phát tần số Nó sẽ phát ra những cái tần số rung động Và nó sẽ kết nối đúng Nó sẽ thông qua luật hấp dẫn Hấp dẫn đúng cái tần số Mà các anh chị phát ra để hấp dẫn về Ok Rồi Vậy thì em ví dụ nha Nếu như các anh chị Suốt ngày các anh chị gieo vô mình những cái suy nghĩ Là thành công là có số thành những cái người thành công là những cái người kinh doanh thành công là những cái người lừa lọc là những cái người không có tốt đúng không ạ thì các anh chị đang phát ra tần số gì anh chị phát ra những cái năng lượng không có tích cực thì các anh chị sẽ thu hút những cái người không tốt đến với cuộc đời của mình và các anh chị sẽ gặp trúng những cái người thầy không tốt hoặc là những cái người dẫn đường không tốt những cái người kinh doanh không tốt những cái người làm ăn không chân chính để nó chứng minh cho các anh chị thấy rằng là cái suy nghĩ của các anh chị là đúng, ok? Xin chào. Yeah, ok. Và nếu như các anh chị thấy ai đó, các anh chị luôn có một cái suy nghĩ là gì? À? Ừ, thành công là đều mà cái gì cái gì ta, anh chị luôn có những cái suy nghĩ là tiền bạc là cái thứ sẽ thay đổi thay đổi bản chất của con người. Nếu như bây giờ mà mình kinh doanh thành công, mình trở thành những cái người danh nhân giàu có thì mình sẽ trở thành người xấu xa, mình không có được là gia đình yêu thương, mình không được hàng xóm ủng hộ, mình sẽ trở thành cái người mà bị mọi người coi rẻ. chính vì anh chị phát ra cái tần số đó thì sao ạ? Cái tần số đó nó sẽ kết nối theo luật hấp dẫn, sẽ hấp dẫn đúng cái sự kiện, đúng cái nguồn lực đến để chứng minh cái suy nghĩ các anh chị là đúng. Ok. Đúng mà. Nên là các anh chị thường hay nói rằng là đó thấy chưa? Ta nói đâu có sai đâu. Đó thấy chưa? Ta nghĩ nó đâu có sai đâu, đúng không? Dạ. Và ta thấy ta có cái linh cảm đúng mà. À, ta nói đâu có sai đâu, con nhỏ đó bữa trước ta nói rồi, ta nói rồi đâu có sai đâu, đúng không các anh chị? Tại vì tiềm thức của các anh chị khi khi mà các anh chị tỏa ra cái điều gì thì nó sẽ có xu hướng thu hấp hấp dẫn cái điều đó đến. Cho các anh chị và đa số các anh chị ngoài kia mình không biết luật hấp dẫn đâu ạ Và mình đã đưa ra những cái yêu cầu, những cái quyết định nó không có chính xác Vậy thì để các anh chị có thể vận hành luật hấp dẫn Rồi Để mà anh chị thu hút khách hàng Có một số anh chị luôn có cái suy nghĩ là gì ạ à, Khách hàng rất là khó đúng không Ví dụ như là mình bán sản phẩm mà mình bán hàng như thế này Khách hàng chắc không có mua đâu Rồi khách hàng rất là khó kiếm Khách hàng rất là khó tìm mình tìm không ra khách hàng hoặc là uh, mình không có tài mình không có giỏi đâu mình cũng không có tìm được khách hàng hoặc là để mà kiếm một khách hàng khó lắm thì khi mà các anh chị phát ra một cái tần số như vậy á thì sao ạ cái tần số đó nó sẽ ngăn chặn tất cả những người khách hàng đấy với bạn luôn ok anh chị hiểu không nhưng mà một cái suy nghĩ đúng một cái suy nghĩ đúng của những người mà họ kinh doanh thành công các anh chị thì họ luôn có một cái suy nghĩ rằng là dạ, Ừ, tôi tất cả những khách hàng có thể sắp hàng sắp lớp chờ tôi phục vụ anh chị yes, sẽ thì chỉ có một cái quyết định một cái suy nghĩ thôi nó khác nhau nó sẽ tạo ra cái kết quả khác nhau hoặc là có một số anh chị có một cái suy nghĩ rằng là mình chỉ bán sản phẩm giá thấp thôi ví dụ như ơi cái sản phẩm mấy trăm ngàn thì người ta còn mua chứ sản phẩm mấy triệu mấy nghìn thì sao ai mua mấy nghìn đô ai mua à, mà sản phẩm như thế thì ai mà mua đắt như thế thì ai mà mua đúng không ạ à? thì đó là những suy nghĩ giới hạn các anh chị thì nó sẽ có hai cái loại suy nghĩ nó sẽ có hai cái nhóm suy nghĩ đó chính là suy nghĩ giới hạn và suy nghĩ hỗ trợ niềm hỗ trợ thành công những cái niềm tin giới hạn và những niềm tin hỗ trợ sự thành công yes vậy thì nếu như các anh chị muốn trở thành một cái thỏi 500 thu hút những người khách hàng tiềm năng cho các anh chị thì bước một là các anh chị phải có những cái suy nghĩ mà nó hỗ trợ gia tăng khách hàng nha các anh chị, dạ, yeah. ok và em theo sẽ có bốn bước như sau để giúp cho các anh chị ha, à, các anh chị có thể ghi xuống đây là cái lộ trình mà Thư đã học, Thì đã à, vận hành cái luật hấp dẫn thành công, các anh chị chỉ cần đi đúng cái quy trình này thì các anh chị sẽ trở thành bậc thầy sử dụng luật hấp dẫn cho bất kỳ những cái mục tiêu những cái việc làm những cái mong muốn trong cuộc sống của các anh chị được không ạ à? ok rồi bước thứ nhất các anh chị có thể ghi xuống đó chính là bước mà các anh chị sẽ dùng ý thức của mình để ra quyết định yes ý thức ra quyết định các anh chị ha bước một thì các anh chị phải hiểu rằng là uh, trong cái tâm thức các anh chị nó có hai phần yes uh, phần ý thức và phần tiềm thức các anh chị ha. ý thức sẽ có một cái nhiệm vụ duy nhất thôi là nó sẽ ra quyết định và nó lựa chọn và ra quyết định. Yeah. Và tiềm thức của các anh chị là 90% sức mạnh bên trong các anh chị. Nó có nhiệm vụ là đồng ý và cho thêm. Và khi mà các anh chị đưa ra một cái quyết định, đưa ra một cái quyết định các anh chị, thì ngay lúc đó cơ thể các anh chị nó sẽ tỏa ra một cái tần số. Và cái tần số này nó sẽ theo luật hấp dẫn, nó sẽ kết nối với trường năng lượng xung quanh. Để hấp dẫn cái nguồn lực về để giúp cho các anh chị đạt được cái quyết định đấy, đúng ừ. không ạ? Và cái thời điểm mà khi khi mà em theo kinh doanh không thành công, khi mà theo gặp một cái vấn đề ở trong cuộc sống thì lúc đó các anh chị ha, lúc lúc đó em theo đã có một cái mong ước đó sẽ làm theo có thể tạo ra được 100 trăm triệu lợi nhuận một tháng, dạ. Và anh chị biết không ạ? Trong đầu của mình á lần đầu tiên trong cuộc đời trong đầu của em nó có một cái ý định là tạo ra 100 triệu lợi nhuận một tháng. Tại vì uh, trước nhờ là theo không có bao giờ làm ra được cái số tiền 10 triệu các anh chị. Uh, nhưng mà trong cái tháng đó thì vô tình theo đã bán hàng, theo đặt mục tiêu là theo sẽ bán 10 triệu lợi nhuận. Thì theo thấy rằng là trong cái tháng đó tự nhiên uh, những cái nguồn lực khách hàng thì nó giúp cho theo tạo ra bán được cái đơn hàng, bán được 10 triệu tiền doanh tiền lợi nhuận. Tuy rằng là mình không giữ được tiền thôi ha, các anh chị ha. Giữ được tiền là cái câu chuyện là là em không làm được rồi. Nhưng mà em theo tính rằng là trong cái tháng đó mình cũng bán được 10 triệu lợi nhuận các anh chị. Thì thì theo muốn nói rằng là à nó đúng như 10 triệu thì nó cũng sẽ đúng như 100 triệu. Thì mới ngồi suy nghĩ rằng là có khi nào nó đúng như 10 triệu thì nó sẽ đúng như 100 triệu. Vậy thì em mới đặt câu hỏi rằng là tại sao mình không đặt mục tiêu để mà mình có thể bán được uh, 100 triệu lợi nhuận nhỉ? Ừ, dạ. Đây là cái suy nghĩ thật của em ngay thời điểm đó anh chị, mặc dù là em không có biết làm như nào đó. Mặc dù là em còn không biết bán hàng làm sao để mà ra 100 triệu là nhuận hết. Thì cái thời điểm đó là em bán cái sản phẩm về chăm sóc uh, da mặt. À, các anh chị thì theo cũng nhập hàng trên mạng về bán thôi chứ Thư cũng không có xây hệ thống, theo cũng không có xây uh, cái uh, hệ thống tự động hóa cho mình. Thế thì uh, lúc đó em theo uh, uh, em theo mới nghĩ rằng là nếu như đúng như 10 triệu thì em sẽ đúng như 100 triệu ha. À, và em theo đã bắt đầu lên chiến lược à, các anh chị. Em bắt đầu uh, lên chiến lược à. Để chiến lược là bây giờ em dùng cái não của mình nha Em dùng cái não của em để em lấy chiến lược Em nói rằng là bây giờ để mà bán 100 triệu lợi nhuận Thì uh, một đơn hàng của mình là mình là 100 ngàn Đúng không? Một đơn một cái sản phẩm của mình là 200 rưỡi Thì nếu như mà mình bán cho một khách hàng là mình sẽ lời được 100 ngàn Và nếu như mà mình bán trong vòng uh, bán lẻ đó trong vòng một tháng á nếu như mà mình mình marketing mình đi mình đi ra đường á mình kết nối mình đi ra mấy cái shop mà cái shop mà người ta gọi là người ta gậu đầu massage xa đó đi ra đó mình chào hàng mình đi ra mình chào hàng mình chị mình mình kết nối này kia mình chào hàng này kia thì à, mình cũng sẽ bán được 50 triệu lợi nhuận hả ok đấy và sau đó theo sẽ kết nối ba cái đại lý lớn à, theo nghĩ rằng là theo sẽ kết nối ba đại lý lớn thì ba đại lý lớn mẫu đại lý sẽ mang về cho theo là à năm đại lý lớn với mẫu đại lý mang về cho theo 10 triệu lợi nhuận nữa thì theo sẽ có cộng hết lại là trăm triệu lợi nhuận anh chị nhiều không yes và đó là cái chiến lược mà theo đã tự vẽ ra để có một trăm triệu lợi nhuận các anh chị chiến lược hay không ạ à? chiến lược hay không các anh chị hay hay không ạ à? chiến lược hay không rất hay các anh chị nhưng mà có làm được không ừ <laughs> cái câu chuyện là không bao giờ làm được. Tại vì sao ạ? À? Không bao giờ làm được các anh chị. Và theo đó Trần Trọc theo đó làm cái chiến ban đầu ngày đầu tiên thì rất là hào hứng. Ờ uh, rất là hào hứng với chiến lược này mình sẽ tạo ra 100 triệu lợi nhuận mình sẽ có 10 triệu mình lo cho gia đình của mình, mình sẽ báo hiếu cha mẹ mình, mình sẽ có 10 triệu để mà mua dinh dưỡng chăm sóc cho bản thân, mình sẽ có 10 triệu để lo cho uh, người này người kia lo cho, cho cha mẹ của mình kia thứ À, đúng và còn 70 triệu mình sẽ để dành mình sẽ để dành và trong vòng 10 tháng mình sẽ dư 700 triệu yes và lần đầu tiên mình có số tiền lớn ok chiến lược hay quá hay các anh chị ha nhưng mà sao ạ không làm được các anh chị không có làm được không có làm được các anh chị ạ ok không ạ đấy vì vậy nên là nếu như các anh chị nào đây mình dùng cái não cũ của mình mình dùng cái lượng thông tin cũ của mình để mà các anh chị lây một cái chiến lược à, tạo ra một cái thu nhập cao hơn thì tôi khuyên các anh chị là nó không hề dễ dàng nữa các anh chị yes. và anh chị biết không ạ và lúc đó theo theo đi chào khách hàng theo đi kết nối ra những cái spa thì thấy nó rất là khó theo toàn bị đuổi không ạ à? thấy spa toàn là spa đuổi mình không à và theo mới suy nghĩ rằng là cái tỉnh của mình nó chỉ có ba bốn cái spa thôi làm sao mà mình có thể uh, phân phối để mà tạo ra 100 triệu lợi nhuận hàng tháng được làm sao mà họ có thể tiêu thụ tạo ra 100 triệu lợi nhuận một tháng được trong cái tỉnh của mình trước thế là em em thấy chiến lược này là không ổn các anh chị và em em nhắm là em không làm được có nghĩa là để mà đi chào mời như thế thì em không làm được các anh chị và em đặt câu hỏi rằng là có cái cách nào nó dễ hơn không còn cái cách nào mà nó tốt hơn không? thì lúc đó em thiêu mới bắt đầu là lang thang trên mạng đó, để mà mình tìm kiếm cái người thầy học thì um, thiêu gặp rất là nhiều người bán hàng online rất là giỏi thì thiêu cứ thấy ai mà mà chia sẻ chia sẻ là thiêu vô thi học à cứ ai mà giống như là đang chia sẻ vậy nè thương thấy thấy ai mà chia sẻ là bấm cấm đầu cắm cổ vô ngồi nghe nghe cả ngày không biết chán các anh chị thì nghe riết rồi em thiêu cũng Đờ, theo cũng đăng ký bán hàng cho ba cái người bot khác nhau, <laughs> tại vì mình phải vô cái nhà người ta, mình phải nhập hàng của người ta gì mình bán thì mình mới học được kinh nghiệm của họ vậy công nhận không? chứ bây giờ mình không có không có vô được cái, mình không có vô được cái cái công ty của họ trong cái cái câu lạc bộ của họ trong cái nhóm của họ sao mình học được nghệ, mình học được kiến thức được? thế là em cứ thấy ai mà mà hay á là em bắt đầu là em uh, em xin em xin để đi theo họ em xin để được học từ họ em xin để được trở thành đệ tử của họ em xin để được sẵn sàng bán hàng cho họ nghĩa là để được học kinh nghiệm tại vì trong đầu của mình lúc đó họ là những cái người giỏi nhất rồi đó mà thì sau khi mà mình mình học được từ cái người này mình thấy là ok thấy chiến lược nó nó cũng không có tuyệt vời lắm xong rồi thấy là em cũng nghĩ xong rồi em thấy cái người kia bán hàng ok hơn xong rồi em cũng dọt qua Xong rồi em thấy cái người kia bán hàng cũng xuất sắc hơn Xong rồi em đổi qua Em đổi từ mấy cái người bóp như vậy các anh chị ờ, chờ, Cho đến khi, cho đến một ngày Thì em mới gặp được cái người thầy thật sự của mình Đó chính là danh nhân anh Trịnh Quốc Huy Và người trong môi trường câu lạc bộ Thì nhờ <laughs> theo Tại sao theo thấy ở đây là môi trường tuyệt vời các anh chị Bởi vì ở đây không có chỉ theo Cái cách để mà làm sao Để mà bán hàng liền mà ở đây á, là rèn cho thiêu trở thành một con người có giá trị các anh chị yes. trở thành một con người có giá trị chỉ cho theo cách đặt mục tiêu chỉ cho theo là người trở thành người có kiến thức cho theo là người biết hiểu được công việc kinh doanh là như thế nào tại sao thì phải rèn kỹ năng đó quy trình đó là như thế nào các anh chị và quan trọng là cho theo cái kiến thức để cho thành một người có giá trị tại vì các anh chị phải biết rằng là nếu như tiền bạc là vật trao đổi ngân giá nếu như chúng ta bán hàng mà chúng ta không có giá trị cho người khác thì chúng ta không có thể nào hấp dẫn được những người khách hàng tiềm năng các anh chị và đây thật sự đúng là một cái môi trường mà theo đang thật sự cần có nghĩa là nó nó tôi nó có có nơi để rèn giũa mình trở thành một con người tiềm năng một con người tài năng các anh chị và khi các anh chị phát huy cái tài năng của các anh chị thì theo luật hấp dẫn các anh chị sẽ hấp dẫn những cái con người những cái người khách hàng tiềm năng những người khách hàng có tiền những người khách hàng mà có nhu cầu thật sự để đến sẵn sàng trả tiền cho các anh chị còn nếu như mà các anh chị cứ chạy theo tiền bạc cứ cấm củi bán hàng cứ cứ cấm cụi là vợ dạ cứ đi phải đi bán hàng đi rao hàng phải đi bán hàng đi rao hàng như thế này á và anh chị có làm 10 năm nữa thì các anh chị cũng là cái người dí theo đuôi khách hàng đúng không ạ anh chị là cái người dí theo đuôi của họ và năn nỉ họ bán, bán, mua hàng các anh chị thì cái, cái đó không có vận hành theo luật hấp dẫn được và nếu như các anh chị muốn vận hành theo luật hấp dẫn thì ngày hôm nay các anh chị phải trở thành một người có khả năng thu hút. Ừ dạ, một người có khả năng thu hút. Và anh chị biết là gì dạ. Người khả năng thu hút. Vậy thì cái điều gì khiến cho các anh chị thu hút được? Ừ, cái điều gì khiến cho anh chị trở thành người thu hút? OK, thì cái phần này chắc là Theo phải chia sẻ cho các anh chị ngày kế tiếp là ngày hôm sau, tại vì nội dung ngày hôm nay nó còn quá dài ha. Đó chính là bước thứ nhất ha các anh chị. Anh chị có thể ghi vô uh, làm thế nào để cho hình người thu hút thì Theo sẽ hướng dẫn cho anh chị qua ngày ngày mai nhé, vào 12 giờ trưa được không ạ? Vậy thì cái bước số 1 là các anh chị phải biết cách yêu cầu và lựa chọn, đưa ra những cái lựa chọn và yêu cầu thông minh. Thì cái điều mà khiến cho Theo gặp được đó chính là giúp cho Theo thay đổi. Có nghĩa là Theo đã đưa ra quyết định là mình có thể tạo ra được 100 triệu lợi nhuận các anh chị. Và tôi phải thành công và tôi phải tự do tài chính trước tuổi 30. Đây là cái quyết định mà thay đổi cả cuộc đời của Theo. Hai các anh chị nhé và sau khi mà đến với môi trường câu lạc bộ thì theo mới học được cái cách ra quyết định thông minh yes. và khi mà theo biết cách ra quyết định thông minh á, thì theo đã đưa ra cái quyết định là tôi uh, bán hàng tôi tạo ra lợi nhuận 100 triệu lợi nhuận một cách rõ ràng hơn cái gì đó mà có nghĩa là cái ngày trước á, theo chỉ đưa ra quyết định là 100 triệu vậy thôi theo chỉ nghĩ nó 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 sơ sài vậy thôi nhưng mà khi mà đến với môi trường câu lạc bộ thì theo mới hiểu được cái công thức đặt mục tiêu thông minh và theo đó đặt lại cái mục tiêu của mình là 100 triệu lợi nhuận theo cái công thức đấy để cho nó kích hoạt con người phi thường bên trong một các anh chị thì khi con người các anh chị nó được kích hoạt thì nó mới tỏa ra tần số các anh chị nghe nè nó mới tỏa ra được cái tần số khi nào mà cái mục tiêu của các anh chị nó khiến cho các anh chị tỏa ra được tần số thì nó mới thông qua luật hấp dẫn nó hấp dẫn nguồn lực tới cho các anh chị ok không ạ vậy thì để mà các anh chị có thể đặt cái mục tiêu mà nó kích hoạt được con người các anh chị á thì các anh chị phải đặt mục tiêu đúng theo công thức SMART goal ok và công thức SMART goal thì uh, theo sẽ nhắc lại cho các anh chị là nó sẽ gồm những yếu tố như sau và nếu mà các anh chị nghe không có kịp á thì các anh chị có thể hỏi trưởng nhóm các anh chị gửi cho các anh chị cái video chia sẻ về công thức đặt mục tiêu thông minh nha được không ạ? thì anh chị phải đặt cái mục tiêu nào cũng phải thông qua công thức đặt mục tiêu thông minh này thì nó mới kích hoạt con người phi thường bên trong các anh chị và nó mới sinh ra tần số và cái tần số đó nó mới nhanh thông qua luật hấp dẫn nó mới hấp dẫn nguồn lực cho các anh chị được anh chị hiểu ý thì nó không ạ dạ ok vậy thì khi mà các anh chị đặt mục tiêu á là thứ nhất mục tiêu các anh chị nó phải cụ thể rõ ràng và cái thời điểm mà khi mà theo đấy vào trường vào thì đặt mục tiêu 100 triệu lợi nhuận của mình đó, nó rất là cụ thể và rõ ràng các anh chị rõ ràng ở đây đó chính là theo đang cần tạo ra theo đang cần tạo ra 100 triệu lợi nhuận ờ, để làm cái gì ờ, để gì theo có thể trích 10 triệu báo hiếu cho cha mẹ của mình tại vì á là mẹ của theo nuôi theo từ hồi xưa tới giờ rồi. mà nếu như mà mình dùng 10 triệu để mà mình mình trả cho mình đưa cho mẹ mình luôn á mình làm ra 10 triệu và đưa cho mẹ mình 10 triệu luôn thì hết luôn rồi mình không lo được cho tương lai của mình và theo nghĩ là 100 triệu lợi nhuận thì mới đủ Mới có dư được các anh chị Còn nếu mà 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 theo làm ra 10 triệu á, Thì chỉ đủ để chi tiêu thôi Chứ không có dư Các anh chị rõ chưa dạ. Hoặc là nếu như các anh chị ở đây Giả sử như các anh chị đi ra ngoài đường đúng không ạ Các anh chị đi ra ngoài đường Các anh chị thấy có một cái người Họ chạy chiếc xe hai uh, mươi 25 tỷ ngoài đường Thì các anh chị đặt câu hỏi rằng là Ừ, bây giờ làm sao cho đến khi nào tôi có thể mua được cái chiếc xe 25 tỷ đó. Vậy thì làm sao ạ? Vậy thì các anh chị có thể tính như thế này nè. Có nghĩa là anh chị sẽ dựa vào mục tiêu của các anh chị để anh chị tính. Ờ, để mà có được cái chiếc xe 25 tỷ đúng không ạ? Thì các anh chị phải tính thử xem rằng là bao lâu các anh chị mới có được anh chị phải có khối tài sản 25 tỷ thì mới có trong tay đúng không ạ? Vậy thì tối thiểu là anh chị phải giả sử anh chị làm ra lợi nhuận 1 tỷ là nhuận một tháng thì nếu như các anh chị hướng tới cái lợi nhuận là 1 tỷ lợi nhuận một tháng thì, thì sao trong vòng 12 tháng các anh chị mới làm ra bao nhiêu tiền thì trong vòng trong vòng 12 tháng các anh chị mới dư được bao nhiêu ạ 12 tháng có nghĩa là một năm các anh chị mới dư được là gì mới dư được bao nhiêu các anh chị thì, vậy thì sao ạ mới dư được là 12 tỷ đúng không thì, thì trong vòng 3 năm trong vòng 2 năm cho đến 3 năm là các anh chị mới có thể là gì chạm đến khối tài sản là một triệu đô la đúng không và giả sử như nếu như mà các anh chị biết cách gia tăng tài sản. Anh chị biết cách gia tăng tài sản thì sao ạ? À? À, giả sử như là khi mà các anh chị làm ra lợi nhuận 1 tỷ, các anh chị biết cách dùng cái tiền đó để cho nó gia tăng lên. Các anh chị hiểu được cái công thức đó nữa thì có khi là các anh chị không cần phải mất 3 năm để chạm tới cái khối tài sản 1 triệu đô mà có khi là anh chị sẽ gì à? À, trong vòng 2 năm thôi là các anh chị đã chạm khối tài sản 1 triệu đô la. Đúng không ạ? À? Ừ. Vậy thì vậy thì cái câu hỏi đặt ra là vậy thì làm thế nào để chạm tới mức 1 tỷ lợi nhuận dạ yeah. thế thì anh chị phải à, để, để trở thành một cái người mà tạo ra một tỷ lợi nhuận một tháng thì mình phải trang bị cái gì mình phải chuẩn bị cái tư duy gì mình phải có doanh nghiệp bao nhiêu con người à, mình làm thuê hay là mình làm kinh doanh đấy anh chị giống hốt ừ vậy thì chính cái mục tiêu của các anh chị đó, nó mới kích hoạt cái con người bên trong của các anh chị Dạ, và khi mà em theo đã đến môi trường câu lạc bộ thì theo không còn mong muốn là tạo ra 100 triệu lợi nhuận nữa mà mục tiêu của theo đó chính là gì mình phải sở hữu khối tài sản một triệu đô la trở lên à, đúng không ạ mình có mình như vậy thì mình mới gọi là một nhà triệu phú được thì thì mục tiêu của theo hướng tới nó không còn là 100 triệu lợi nhuận nữa mà mình muốn một tỷ lợi nhuận một tháng như thì cái câu hỏi của theo là à, để mà mình có thể tương lai của mình có thể tiến tới cái level là tạo ra một tỷ lợi nhuận một tháng thì mình phải có những cái kỹ năng gì có những cái tố chất gì có được những cái phẩm chất gì ok không các anh chị ơi ừ. hiểm không ạ thì, thì lúc đó anh mới nắm bắt được đấy đó chính là cái bước một ha có nghĩa là anh chị phải đưa ra những cái mục tiêu các anh chị nó phải cụ thể và rõ ràng và thứ hai nữa là nó phải có ý nghĩa các anh chị đấy thì cái lúc đó mục tiêu dài hạn của theo là theo sẽ tiến tới là nhuận một tỷ là nhuận còn mục tiêu ngắn hạn mình phải chinh phục được là mình phải chinh phục 100 triệu đồng nhuận. Còn trước đây các anh chị năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi thì mục tiêu của theo là có đủ tiền để trả tiền hóa đơn điện nước thôi. Thì mục tiêu của mình nó làm sao thì nó sẽ hấp dẫn đúng cái nguồn lực đó tới đúng không? Nói như mục tiêu các anh chị là có đủ tiền để chi trả tiền điện, tiền nước cho con mình ăn học, thì các anh chị thử tính đi. Ví dụ như tiền điện là có mấy trăm ngàn, tiền nước, tiền điện, tiền nước có mấy trăm ngàn, tiền nhà có mấy triệu, cộng lại nó chưa tới 5 triệu nữa. thì thì anh chị có cái lý do gì để kiếm 100 triệu lợi nhuận? đúng không? Các anh chị chỉ kiếm đủ tiền cầu vừa đủ xài thôi mà, mình chỉ cầu sao cho đủ cho mình chia xài thôi. Có bao giờ anh chị cầu dư mà? Khi nào mà các anh chị đặt mục tiêu là mình phải có dư thì để mình lo cho tương lai của mình hoặc là mình có tiền mình phụng dưỡng cha mẹ hay là gì đó thì nó mới dư ra còn anh chị cứ cậu vừa đủ xài thôi thì nó cứ vừa dặn thôi thậm chí là nếu như các anh chị có làm dư đi chăng nữa thì cái số dư đó nó cũng sẽ mất đi tại vì để làm sao cho nó vừa lại cái túi tiền các anh chị nó vừa lại đúng với cái mục tiêu các anh chị đã đề ra anh nên rằng là cái việc mà anh chị đưa ra quyết định nó rất là quan trọng các anh chị mà đưa ra quyết định mà nó không đúng đó, thì sao ạ à? đã nói là bất kỳ một cái suy nghĩ một cái cảm xúc nào của các anh chị nó đều phát ra tần số và cái tần số đó nó sẽ hấp dẫn đúng nguồn lực thì đáp ứng phù hợp cái mục tiêu của các anh chị nên là khi mà các anh chị có suy nghĩ nhỏ thì anh chị sẽ thu hút những cơ hội nhỏ anh chị có những cái suy nghĩ lớn thì các anh chị sẽ thu hút những cơ hội lớn đúng không? mà tại sao có người lại lựa chọn bán những cái sản phẩm cả nghìn đô hai nghìn đô mười nghìn đô trở lên nhưng mà tại sao lại lựa chọn có người lại lựa chọn bán sản phẩm 100 trăm nghìn hai trăm nghìn thì đến từ cái 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 mục tiêu cái mục tiêu của mỗi anh chị nó khác nhau nếu như mục tiêu các anh chị là kiếm ra vài triệu với đủ chi tiêu trong gia đình thì các anh chị sẽ bắt đầu kinh doanh nhỏ lẻ không thềm phát triển bản thân các anh chị làm sao anh chị bán được hàng anh chị kiếm đủ tiền đủ sống được rồi thì các anh chị sẽ lựa chọn những cái mặt hàng mà 100 trăm nghìn hai trăm nghìn đó nó dễ bán còn nếu như các anh chị có mục tiêu là mình phải xây dựng doanh nghiệp tạo ra cả tỷ lợi nhuận hàng tỷ là nhuận mỗi tháng thì các anh chị sẽ đi tìm kiếm cơ hội các anh chị sẽ đi học phát triển bản thân anh chị sẽ đi tìm những người giỏi để anh chị học và các anh chị sẽ trôi dồi để mà mình có thể làm được những cái cái việc đấy đúng không anh chị sẽ lựa chọn những cái sản phẩm dịch vụ nó có cái sản phẩm giá cao một nghìn đô hai nghìn đô ba nghìn đô để các anh chị có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn ok mà thì đó là điều vận hành theo luật hấp dẫn để anh chị muốn cái những cái cơ hội các anh chị nắm bắt nó hấp dẫn đúng với cái mục tiêu các anh chị đưa ra, ừ cái okay. rồi đó là cái uh, thứ nhất ha anh chị phải đưa ra quyết định thì cái quyết định các anh chị á nó phải rõ ràng nó phải cụ thể và anh chị phải lường trước mọi tình huống thứ ba nữa là gì ạ? nó phải gì ạ? nó anh chị phải đưa ra quyết định mà mình phải sống như thế đạt được rồi anh chị phải sống như thế là anh chị đã là cái con người đó rồi đã có được cái kết quả đó rồi Ok mà và phải có mất thời gian cụ thể. Được không các anh chơi? Nó phải có mất thời gian cụ thể. Cái mất thời gian cụ thể là cái mất thời gian là ngày tháng năm nào. Mốc thời gian cụ thể là ngày tháng năm nào. Và đặc biệt đó là các anh chị phải có một cái hành động mới cái hành động mới để tiến tới cái mục tiêu của các anh chị Đó đó chính là gì cái bước một đặt mục tiêu ra quyết định nha ý thức của các anh chị nó sẽ làm bước việc này và trong quá trình mà rèn luyện cho các anh chị xây dựng công việc kinh doanh đấy thì theo thấy hầu như tất cả các anh chị á mình gặp phải một cái vấn đề à, đó chính là các anh chị dùng cái ý thức của mình để các anh chị các anh chị sợ rằng là mình sẽ không làm được để các anh chị đa số các anh chị gặp cái vấn đề là mình sợ mình không làm được Ừ. các anh chị nhìn vào trong cái hiện tại của các anh chị và các anh chị sợ rằng là mình sẽ không có tiến được cái đỉnh đó. Vì giả sử như các anh chị đang uh, thấy khách hàng chỉ có hai ba người khách hàng, rồi uh, mỗi tháng anh chị chỉ bán được cái lợi nhuận là chỉ có 10 triệu, 20 triệu. Và khi mà các anh chị không không dám đặt mục tiêu là mình có thể chinh phục những cái mục tiêu gấp đôi hoặc là gấp năm lần. Các anh chị không dám, tại vì các anh chị không thấy nguồn lực đâu cả, các anh chị sợ rồi mình sẽ không làm được. Yes. và theo nói với các anh chị rằng là ý thức đó, nó chỉ có nhiệm vụ là ra quyết định và lựa chọn thôi có nghĩa là nhiệm vụ của các anh chị là xác định cái điều anh chị muốn là cái gì thôi nhưng mà đa số thì khi trong quá trình mà rèn luyện các anh chị trong nhóm rèn luyện doanh nhân chậm tay hóa vàng thì theo gặp một cái vấn đề đó chính là hầu như các anh chị sẽ bị sợ là mình không làm được và các anh chị không có dám <laughs> các anh chị không có dám đưa ra quyết định và các anh chị chỉ dám đưa ra những cái quyết định mà các anh chị nhìn thấy mình có khả năng làm được. Các anh chị nhớ không? Ví dụ như các anh chị làm ra 10 triệu thì anh chị nhìn thấy khả năng anh chị làm được có nghĩa là mình sẽ làm ra được 12 triệu. Và các anh chị đang bán những cái sản phẩm dịch vụ nhỏ lẻ là 100 ngàn, 200 ngàn. Các anh chị không bao giờ dám đưa ra quyết định là mình có thể bán được những cái sản phẩm dịch vụ cả nghìn đô hay mấy triệu. Yes. Bởi vì các anh chị không có dám Anh chị dùng ý thức của các anh chị Ý thức của các anh chị nó chỉ có 10% thôi Và nó sức mạnh của nó không có lớn Và ý thức của anh chị nó chỉ có một nhiệm vụ là Đưa ra quyết định và lựa chọn thôi Các anh chị rõ chưa Nó không có cái nhiệm vụ là Phải làm những cái thứ mà các anh chị yêu cầu Nó không có nhiệm vụ là Làm cái thứ mà các anh chị yêu cầu Các anh chị rõ chưa Và nó chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất thôi Đó chính là đưa ra quyết định thôi và đây là vấn đề mà hầu hết tất cả các anh chị rèn luyện theo gặp phải. Và theo với chính cho các anh chị rất là nhiều. Nên là ngay bây giờ các anh chị hãy chỉnh sửa luôn đó chính là gì ạ? Nếu như các anh chị dùng ý thức, ý thức là cái phần tỉnh thức của các anh chị thì chỉ dùng để đưa ra những quyết định và lựa chọn thông minh. Đưa ra những quyết định và lựa chọn thông minh cho cuộc đời của mình. Ví dụ như các anh chị đưa ra quyết định là gì? Tôi xây dựng công việc kinh doanh là để có tiền lo để, để kiếm sữa. Tôi bán hàng online là để Uh, kiếm tiền mua sữa cho con thôi Thế <laughs> bao nhiêu anh chị đi kinh doanh Kiểu này ạ à? Kinh doanh mà kiếm tiền mua sữa cho con là sao Tiền mua sữa cho con là chỉ cần Chồng của các anh chị nếu mà đang đi làm công ty Thì ráng làm ráng Có nghĩa là làm ráng một xí thôi là Đã có tiền mua đủ hương sữa cho con uống một cái tháng rồi Không có cần các bạn phải đi kinh doanh đâu ạ à. Không cần các bạn phải đi xây dựng công việc kinh doanh Và phải đi bán hàng uh, Phải đi trả tiền quảng cáo Trả tiền marketing Không cần cái điều đó đâu các anh chị đó chính là một cái quyết định không hề thông minh yes. um, uh, các chị em ơi các anh chị em ơi các bà con ơi, hãy ủng hộ nha ủng hộ cho em đi tại vì em bán hàng để mà uh, mong muốn là, là có tiền ấy, mà uh, lo uh, mua sữa cho con hoặc là kiếm miếng cơm qua ngày thế, như thế thì sao mà không đi kinh doanh nó không 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 có ý định như thế được mà cái ý định của một cái người đi kinh doanh là gì các anh chị ơi rất là dạ tôi tôi uh, lựa chọn những cái suy nghĩ những cái niềm tin hỗ trợ sự thành công và giàu có đúng không ạ luôn luôn lựa chọn cho mình những cái niềm tin những cái suy nghĩ mà nó hỗ trợ cho mình sự thành công và giàu có được không các anh chị ơi rồi thì cái phần đưa ra quyết định này thì theo sẽ rèn cho các anh chị nhiều hơn uh, trong những cái buổi khác được không ạ và câu lạc bộ cũng có những cái nhóm rèn luyện doanh nhân dành cho hỏi vàng sẽ trang bị cho các anh chị những cái niềm tin hỗ trợ cho sự thành công hỗ trợ cho các anh chị kinh doanh thành công thì trước khi mà các anh chị bắt tay vào kinh doanh thành công thì các anh chị nên có những cái bộ niềm tin này. Được ừ, không các anh chị ơi? Và những anh chị là thành viên của nhóm đại luyện doanh nhân, nhân thì chắc chắn là chúng ta sẽ được sở hữu cái bộ tư duy này. Và không những các anh chị được sở hữu mà các anh chị còn được rèn luyện nữa. Có nghĩa là được lập trình vào trong tiềm thức của các anh chị để mà các anh chị có thể uh, hấp dẫn được những cái nguồn lực nó phù hợp đúng với cái tần số các anh chị tỏa ra. Ok? Và cái bước số 2, bước số 2 các anh chị ha. Bước số 2 như là các anh chị phải uh, tìm thức, cái phần số 2 là tìm thức các anh chị nó có nhiệm vụ là đồng ý và cho thi. Nên là các anh chị cần phải giao việc cho tìm thức. Ừ. Ok, bước số 2 là các anh chị cần phải giao việc cho tìm thức làm. Chứ các anh chị không làm được đâu ạ. Ví dụ như các anh chị đang làm đồng 10 triệu một tháng. Các anh chị không thể nào mà nghĩ ra được một cái chiến lược tạo ra 100 triệu lợi nhuận một tháng được. Các anh chị hiểu không? Cái chiến lược đó nó phải tới từ nó phải nếu mà cái chiến lược đúng đó, là nó phải đến từ người khác. Trừ khi các anh chị phải làm việc tăng lên gấp 10 lần. Còn không thì các anh chị phải phải lấy cái chiến lược từ một cái người mà đã làm ra 100 triệu lợi nhuận rồi. Các anh chị hiểu đúng không ạ? Bây giờ các anh chị đang làm ra 100 triệu lợi nhuận Các anh chị không thể nào nghĩ ra được Một cái chiến lược kiếm 1 tỷ lợi nhuận không, không, không ra đâu các anh chị ạ à. Có chiến lược nhưng mà bạn làm được không Bạn làm được hay không và có một số anh chị nói rằng là tôi đang anh chị đang có một khối tài sản một triệu đô la và các anh chị nói rằng là anh chị uh, khấu tài sản một triệu đô la các anh chị còn chưa có mà các anh chị nói rằng là tôi mới nắm bắt được cơ hội và uh, đang có cái chiến lược kiếm một tỷ là một tỷ đô la không bao giờ các anh chị nhé được không ạ tại vì sao ở cái con đường mà đi đi tạo ra thu nhập á, nó giống như là hồi xưa mình đi học vậy đó hồi xưa các anh chị đi học á, thì từ lớp 1 thì lên lớp 2 đúng không ạ từ lớp 5 thì lên lớp 6 mà nếu như bây giờ các anh chị chưa làm ra 100 triệu lợi nhuận thì các anh chị sẽ không thể nào có chiến lược tạo ra một tỷ lợi nhuận Tại vì một tỷ lợi nhuận Nó là cái kết quả của những cái thành viên ở lớp đại học rồi. Còn anh chị mới lớp 6 làm sao các anh chị có thể giải được cái bài toán của những cái người lớp đại học được đúng không? Anh chị công nhận không ạ? À? Yes. Ok và các anh chị đang làm ra 10 triệu các anh chị sẽ không có biết cách giải cái bài toán lớp uh, của những người làm ra 100 triệu. Vậy thì thay vì chúng ta phải ngồi đó mò mẫm, thay vì các anh chị phải ngồi mò mẫm và suy nghĩ thì các anh chị phải đi À, phải đi tìm học vậy thì trước khi các anh chị đi tìm học á, thì các anh chị phải giao việc cho tiềm thức thì tiềm thức của các anh chị á, nó sẽ thấu thị thấu thính Vậy là khi mà các anh chị giao việc cho tiềm thức là à các anh chị sẽ giao việc cho nó thông qua ba cái bước như sau bước một á, là các anh chị sẽ lặp đi lặp lại ha lặp đi lặp lại ví dụ như là ngày 30 tháng 4 à, ngày 30 tháng 4 năm 2024 tôi có thể tạo ra tôi tạo ra 100 triệu lợi nhuận trong tài khoản tết của tôi đó, đó là cái yêu cầu của các anh chị đó là lời yêu cầu lời yêu cầu và cái yêu cầu này á, anh chị đặt lập đi lặp lại để nó lập trình vô trong cái tế bào của các anh chị tiềm thức là nó nằm trong từng tế bào của các anh chị mà nó sẽ lập trình vô tế bào của các anh chị là anh chị không có còn tạo ra 10 triệu như lúc xưa nữa mà bây giờ cái level của các anh chị đã, đã lên cao rồi Nó khả năng tạo ra 100 triệu lợi nhuận rồi thì các anh chị phải lập đi lập lại liên tục được mà. ạ và cái bước số 2 đó cái, cái cách số 2 đó chính là các anh chị có thể hình dung tưởng tượng Hình dung tưởng tượng là cái cách mà anh chị giao việc cho tiềm thức Bởi vì tiềm thức của các anh chị nó sẽ hiểu thông qua hình ảnh và cảm xúc Thì các anh chị có thể hình dung đến cái lúc mà à, anh chị nhìn vô cái tài khoản ngân hàng Các anh chị anh chị thấy con số 100 triệu là nhuận Các anh chị mừng như thế nào à, Các anh chị à, vui như thế nào Và các anh chị đã trích cái tiền đó để anh chị làm, làm cái gì Và nó có ý nghĩa gì nó có cái ý nghĩa để nó có cảm xúc cho các anh chị nó Để đẩy cảm xúc các anh chị lên và khi mà cảm xúc các anh chị cái cảm xúc mà sung sướng khi mà nghĩ đến cái tài khoản 100 triệu lợi nhuận đó nghĩ đến cái lúc mà các anh chị có tiền lo cho con của mình có tiền lo cho cha mẹ của mình có tiền để chăm sóc sức khỏe của mình và các anh chị cảm thấy rất là bình an rất là thoải mái rất là sung sướng rất là vui thì cái chính cái cảm xúc đó nó đã phát ra một cái tần số cái tần số này á, nó sẽ kết nối với những cái Nguồn lực trong vũ trụ Thông qua luật hấp dẫn Để không ạ Tại vì cái gì giống nhau nó sẽ hấp dẫn nhau Tập trung cái gì thì nó mở rộng Anh chị đang tập trung vào cái số tiền 100 triệu là nhuận Thì tập trung vào cái gì là cái đó nó mở rộng cho các anh chị Ok không ạ Thì các anh chị sẽ dùng cái phương pháp số 2 là hình dung tưởng tượng Yes. và anh chị phải hình dung tưởng tượng ít cái bất cứ hình ảnh nào mà anh chị hình dung tưởng tượng cả nghìn lần và có cảm xúc nha bất cứ hình ảnh nào các anh chị hình dung tưởng tượng cả nghìn lần và có cảm xúc thì nó đều trở thành sự thật ok em ví dụ bây giờ các anh chị hãy nhắm mắt lại hình dung tưởng tượng đến cái trái chanh các anh chị đang ăn à, có một cái trái chanh màu xanh mỏng nước nha trái chanh màu xanh mỏng nước và theo đã dùng cái con dao rất là sắc để cắt trái chanh đó ra và nước nó bắn tung té vô miệng các anh chị Rồi sau đó theo đã gỡ một miếng và chấm muối ớt đưa vô miệng các anh chị bắt anh chị cắn và anh chị nha yes. thì đó là một cái hình ảnh nhưng mà đó là một cái hình ảnh để anh chị hình dung tưởng tượng đấy thì bao nhiêu số anh chị đây mình có được cái cảm giác chua nhá yeah. có được cảm giác chua và cái suy nghĩ và cảm xúc các anh chị nó sẽ tác động lên từng tế bào các anh chị đó vì vậy nên các anh chị phải lập đi lập lại liên tục cái số tiền mà các anh chị mong ước. và hình dung tưởng tượng đến cái hình ảnh cái hình ảnh mà sau khi các anh chị đã tạo được cái số tiền đó rồi anh chị đã trở anh chị đã xây dựng công việc kinh doanh và tạo được cái lợi nhuận đó hàng tháng rồi có nghĩa là tháng nào anh chị cũng tạo được cái lợi nhuận đó rồi ừ, thì các anh chị sẽ hạnh phúc như thế nào các anh chị sung sướng như thế nào và lần đầu tiên các anh chị hình dung tưởng tượng thì nó sẽ không có cảm xúc nhiều đâu. Và các anh chị hãy hình dung cho đến khi nào mà cái bức tranh đó nó rõ như ban ngày. Nó rõ tới từng từng cm. Nó rõ như là nó mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Nó rõ như là các anh chị mới vừa xem cái bộ phim đó. Nó hiện diện trong tâm trí các anh chị. Nó rõ tới mức mà chỉ cần nhắm mắt lại là các anh chị sẽ thấy cái hình ảnh đó. Và chắc chắn là các anh chị phải luyện tập, lặp đi lặp lại thì nó mới rõ được. Ok mà ạ? Yes. Và với cái bức tranh mà 100 triệu lợi nhuận của Theo là Theo đã hình dung khi mà mình có 100 triệu lợi nhuận trong tài khoản nên chị. Lúc đó Theo đang mặc đồ gì? Theo ngồi ở đâu? Và Theo đã dùng cái tiền đó thì đã trích ra 10 triệu và Theo bỏ vô phong bì. Theo đóng cái phong bì lại. Và Theo đã à, tới chỗ mà mẹ Theo đang làm việc đó. Theo đã đưa cái phong bì đó cho mẹ mình. rồi mẹ của Theo đã ôm lấy Theo và khóc rất là nhiều. Mẹ nói rằng là mẹ không thể nào Ngờ rằng mà chính con gái của mình Lại đưa cho mình một cái số tiền lớn như thế Tại vì từ hồi xưa giờ bản thân của Thiêu Không làm ra tiền Làm ra tiền nhưng mà cứ bị thiếu thốn không à Và 10 triệu là cái số tiền Mà nó rất là lớn đối với Những cái người sống ở quê của gia đình Thiêu Đúng không ạ à? rồi Trời ơi, vi diệu lắm các anh chị ha Tại vì vậy nên là các anh chị hãy học cách hình dung tưởng tượng và cái bước số 3 nếu mà các anh chị cần cái số tiền đó để làm gì nhanh hơn thì bước số 3 các anh chị có thể giờ sử dụng cái cách đó chính là nghe thơ mi. À, các anh chị có thể ghi âm một cái bài thơ mi là hôm đó là vào lúc mấy giờ, các anh chị đang mặc đồ gì, các anh chị ngồi đâu các anh chị ghi âm để các anh chị nghe, được không ạ? Thì nói về cái nghệ thuật thơ miên thì um, anh chị nào mà muốn học cái bộ môn thơ miên này á thì theo có một cái video của người thầy của thêu đã phải bỏ 22.000 đô để mà đi học à, để đi học cái nghệ thuật thôi miên này bên nước ngoài đúng không và cái nghệ thuật thôi miên này thì trong cái video này chỉ cho các anh chị cái cấp độ cơ bản nhất để các anh chị có thể cài đặt lại cái tâm thức của mình chứ chứ không có gì cao siêu đâu các anh chị nha ừ. thì cái này các anh chị có thể hỏi trưởng nhóm để được tặng nha cái này à, sẽ được tặng cho các anh chị để các anh chị trang bị cho cho mình và đó chính là gì ạ? Đó là hoặc là cái bước số 4. Bước số 4 để các anh chị lập trình lại tiềm thức thì các anh chị có thể dùng giấy A4 á ha. Các anh chị sẽ lấy giấy A4 á, các anh chị cắt thành cái tờ tiền 500 000 nghìn mệnh giá cao nhất nữa mà. Anh chị sẽ cắt thành cái mệnh giá cao nhất của đất nước các anh chị. Thì ở Việt Nam thì là 500 000 còn ở anh chị ở đây ở đất nước khác thì mỗi anh chị sẽ có mỗi cái mệnh giá khác nhau. Rồi mà thì mình sẽ cắt đúng cái mệnh giá cao nhất của các anh chị. Sau đó các anh chị sẽ ghi cái số tiền lên ghi cái số tiền lên cái tờ giấy đó được không ạ lên cái tờ giấy đó và các anh chị cấp đủ một cọc tiền Một uh, 100 triệu được không ạ cấp đủ một cọc tiền 100 triệu sau đó các anh chị hãy đếm nó mỗi ngày xe, 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 để làm gì ạ để các anh chị có cái cảm xúc là đã có tiền rồi ok không ạ để để anh chị có cảm xúc dư giả, cảm xúc là đã có để đánh lừa anh chị đang đánh lừa cái tiền thức của các anh chị tại vì sao ạ? luật hấp dẫn là cái gì giống nhau đúng hấp dẫn nhau thì cái cục tiền đó nó sẽ là giấy thôi nó sẽ phát ra một cái tần số năng lượng nó sẽ có thể hấp dẫn những cái nguồn lực đến cho các anh chị đúng không nè đó chính là sau khi các anh chị giao vị cho tiềm thức ha dài quá nha còn tới ba bước nữa mà giờ chắc cũng sắp hết giờ rồi. không biết các anh chị có tiếp thu nổi không hôm nay thì um, uh, nói tới đây thì theo đang có một cái câu chuyện ha của một cái bạn vô cũng học tập và rèn luyện như theo trong khoảng thời gian thì bạn có một cái thành công cũng khá là lớn nên là theo muốn uh, mượn cái câu chuyện của bạn để mà cho các anh chị thêm niềm tin được không ạ à? thì uh, thật ra thì theo có thể chia sẻ cho các anh chị tới mấy giờ cũng được nhưng mà theo đang lo là nhiều kiến thức quá các anh chị không có nạp được trong một lúc ha nên là chúng ta sẽ giảng ra một chút thư giãn một chút xíu ha chứ sẽ mượn câu chuyện của bạn phạm nga được không ạ phạm nga có vào trong dung chưa nghe ơi thì em hãy có thể chia sẻ để giúp cho mấy chị có thể thêm cái 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 niềm tin rằng là họ có thể rèn luyện có thể tạo ra cái sự thành công Đó, xin mời danh nhân phạm nga nhé ừ phạm Nga ok chưa ạ ừ rồi chị mời em nhé mở bít đi alo ạ à, chị theo có nhìn thấy em không ạ chị thấy em rồi yeah. ok à, lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến doanh nhân tiếp theo và tất cả các anh chị học trong zoom hôm nay ạ à, hôm nay là lần đầu tiên em được lên ăn mừng thành công à, cái zoom có nhiều anh chị như thế này nên là nếu có cái chỗ nào mà nó nó chưa được logic thì mong mọi người thông cảm được không ạ thì à, Nga học bắt đầu học nghiêm túc và, và tham gia vào câu lạc bộ từ tháng tháng 1 năm 2024 các anh chị ạ à. à, Em thì cũng hơi đặc biệt một chút à, Cho em xin giới thiệu một, uh, tầm một phút về uh, cái trước đây khi em vào câu lạc bộ Để mọi người có niềm tin hơn được không ạ Đó là lúc mà em vào câu lạc bộ uh, trước đó Thì uh, uh, em ở một cái trạng thái là gia đình của mình uh, nó không được hạnh phúc tí nào luôn đấy ạ Hai vợ chồng rất là từ trong lòng là rất là yêu thương nhau ấy. Nhưng mà cứ cứ làm sao ấy nó không có được hòa hợp ờ, mình thì lúc nào cũng chỉ trích cũng đổ lỗi cũng mới lông tìm vết cũng cằn nhằn cũng nói nhiều suốt cả ngày xong rồi hai vợ chồng thì bắt đũa nó <laughs> cứ bay hoài á thì đến cái mức mà trời ơi em nhìn thấy chồng của mình nó ghét ghét kinh khủng khiếp luôn và mình cứ tự nhủ rằng là tôi 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 sống ở đây là vì vì con á nếu mà không có con chuột ấy không bao giờ là tôi ở cái nhà này hết bởi vì chịu không nổi từ từ cái con thì chuột mà... là con nào? Thì nói mọi người đỏ <laughs> con chuột là con nào? À con chuột Con chuột là con gái của em Nó tên là chuột À xong sao... rồi à, lúc mà em chịu không nổi nữa Thì em mới nhớ ra là uh, Mình biết doanh nhân Bích Thêu Em biết doanh nhân Bích Thêu từ lâu rồi ấy. Nhưng mà kiểu như là mình Mình đâu có cái mong muốn gì đâu Mình cứ sống bình bình thì mình cũng không 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 cần thiết phải học ấy nhưng mà đến cái lúc mà chịu hết nổi rồi ấy, thì tự nhiên luật hấp dẫn nó mình đặt câu hỏi là làm sao để thay đổi vớt vát được cái gia đình này á thì uh, tự nhiên là um, luật hấp dẫn nó kết nối và nó nhớ ra rằng là chị theo á chị theo làm được cái điều này chị theo vớt được thế xong rồi em mạnh dạn em nhắn cho chị theo và xin học thì em bắt đầu là bắt đầu học là tháng 1 năm 2024 á thì lúc đó là tài chính thì thì chưa nói đến đâu các anh chị nhưng mà cái mối quan hệ là nó sắp nó sắp đổ bể đến đến nơi rồi ạ và cái sức khỏe của mình thì như bình thường thì cái mốc sức khỏe của anh chị được tính từ 1 đến 10 nhưng mà sức khỏe của nga thì nó phải có cái dạng là tầm khoảng âm 20 mình thở cũng thấy nó chưa được dễ dàng nữa thì em vào khoảng mấy ngày thì em phát hiện ra rằng là có cái nhóm 60 ngày thấy mọi người cứ thi thoảng nói về cái nhóm này thế mình biết mình phát hiện ra và mình học luôn bởi vì em biết rằng là nếu như mọi người nói về cái nhóm như thế thì mình đang cần đúng cái nhóm này là cái nhóm mình cần rồi mình cần mối quan hệ thì ở đây có có tư duy về mối quan hệ có những cái cách để ra quyết định về mối quan hệ và về sức khỏe phải có tư duy đúng bây giờ mình sức khỏe mình không tốt thì có nghĩa là cái tư duy của mình về sức khỏe nó không đúng rồi thì nga bay vào học luôn học luôn thì uh, uh, cái kết quả mà nga học được đó là <laughs> sức khỏe nó tuyệt vời lắm lắm luôn ngay gì ạ à? đến mức mà chồng của nga phải ngạc nhiên đó nhiều khi mình vào học có một tiếng đồng hồ mà chồng cứ thôi bây giờ đi ngủ đi rồi trời ơi học từ nãy đến giờ ngồi lâu lắm rồi phải đi ngủ đi phải này phải kia đi tức là giống như kiểu mình giống quả bóng bóng bay mà nó muốn vỡ nhưng mà bây giờ thì từ 4 giờ sáng hoặc là có hôm ba rưỡi nữa đến 11 giờ đêm mình có thể là học tập phát triển làm việc chơi cùng với con rồi dọn dẹp nhà cửa hoặc là dành thời gian chất lượng bên chồng bên con nó rất là nhiều thời gian và rất khỏe rất là vui đó là cái điều mà À, và gia đình uh, cực kỳ hạnh phúc nữa Nó cũng không được gọi là viên mãn Cực kỳ viên mãn như một số anh chị em họ, họ học lâu rồi đâu Nhưng mà đối với Nga mà nói thì trong cái khoảng thời gian Nó ngắn như thế Mà mình vớt nó lên được xa như thế um, Là một cái điều mà Em thấy em Đúng phải gọi là ngàn vạn lần cảm ơn Không hết về câu lạc bộ và doanh nhân Bích theo luôn đó các anh chị ạ Nên là um, <laughs> Em tưởng là chắc là phải tùng beng luôn rồi <laughs> nhưng mà vớt không những vớt nha không những vớt mà nó còn tuyệt vời nó còn ngọt ngào mà bây giờ chồng nga đi đâu cũng cũng thấy tự hào này xong rồi nhất là cái khoảng thời gian đầu mà nga ứng dụng những cái những cái bí kíp những cái cách mà để mình mình có mối quan hệ hòa hợp và tuyệt vời ở trong nhóm 60 ngày á thì nhiều khi chồng nga bảo nga nga nghe, nghe nga, nga đang học nhưng mà nga lúc mà nga ứng dụng á vì thực ra là nga cũng không học kỹ lắm đâu có như những hôm mà nga cũng không vào được cơ nhưng mà hôm nào mà nga vào được nga thấy cái gì là nga ứng dụng luôn đấy thì uh, chồng nga bảo là điên rồi uh, nhà thì sắp loạn luôn rồi Trời ơi, sắp sập rồi tự dưng uh, bây giờ khác khác tức là khác đến cái mức anh <laughs> à, có những uh, nga học thì nga càng học nga càng thấy là đúng là lâu nay mình cứ có những cái quyết định ngược cái tư duy ngược dùng luật hấp dẫn ngược dùng công thức ngược nên là cái mối quan hệ này nó mới như thế này may mà vào kịp nếu như chỉ để trong khoảng vài tháng đến một năm nữa mà không học không ứng dụng không có cái nhóm này thì chắc chắn là sẽ bay màu rồi nhưng mà kịp thời và chồng nga cũng phải bất ngờ ngạc nhiên thì từ cái người mà không ủng hộ không cho học chí nào không được đâu không học đâu đừng học mấy cái này các thứ thì bây giờ nga thay đổi quá trời gia đình nó hạnh phúc quá thì chồng nga không nói gì nữa chuyển sang là cũng có dấu hiệu của ủng hộ và thấy rất tự hào về vợ đây là cái điều mà nga rất là rất là tự hào luôn và uh, về tài chính thì nga cũng không phải là dạng uh, thiếu thiếu tiền để mà vào học như một số anh chị thì họ chưa dương về tài chính họ học nhưng mà nga thì cũng không phải là không phải là kiểu uh, không có về tài chính đâu nhưng mà về cái mối quan hệ và sức khỏe mình không hề có mình mà mình học thì trong quá trình học thì nga thấy là uh, tiền thì mình cũng uh, cũng dư giả thôi nhưng mà thấy các anh chị em là họ đi du lịch nước ngoài họ báo hiếu cha mẹ xong rồi họ tự do tài chính thì tự nhiên nó nhiễm. <laughs> tự nhiên dần dần nhiễm thì Nga cũng học nhóm doanh nhân để mình mình xây phát triển thêm về cái công việc kinh doanh cũ của mình cũng như là mình xây dựng một cái công việc kinh doanh mới nó tự do tài chính hơn. Thì kết quả rất là tuyệt vời là khi mà Nga học trong trong nhóm doanh nhân thì mỗi ngày thì học một chút thôi. Nhưng mà có những hôm thì Nga cũng không vào được kịp Bởi vì mình cũng có một, một chút cái công việc uh, cũ nữa Không dành nhiều thời gian được ấy Nhưng mà Nga học được cái gì thì Nga cũng uh, nhặt nhặt ra <laughs> Xong rồi cũng ứng dụng Thì uh, uh, rất tuyệt vời là ví dụ bình thường là tầm khoảng uh, Nga làm tầm khoảng 25-30 triệu một tháng Nhưng mà 25-30 triệu nhiều khi nó là công nợ rồi Nó là này kia cũng chưa phải là cái số tiền thực tế Mà mình được cầm ở trên tay đâu Với thứ hai đấy là Nga cũng không biết quản lý tiền Nga vào nhóm doanh nhân thì Nga mới biết là có nhiều cái nó hay quá Nga cũng áp dụng vào thì uh, uh, Nga áp dụng vào thì nó lên được uh, ví dụ như hôm nay là ngày 24 hôm nay là ngày uh, ngày 24 thì uh, lợi nhuận đã là 5 50 triệu uh, 50 triệu 900 50 triệu 900 mà thường thì cuối tháng thì họ sẽ thanh toán nhiều tiền hơn thì uh, <laughs> sẽ nhiều hơn uh, với cả là uh, Nga học được các cách đàm phán rồi uh, um, nhiều lắm nga học ở trong nhóm doanh nhân bây giờ nga run quá Nó cũng không nhớ nữa nhưng mà có một số cái ví dụ như là nga đàm phán đó, thì khách hàng họ tự đến nhiều này hoặc là các cái đơn hàng nó lớn hơn các đơn hàng lớn hơn ngày xưa và mình không cần phải cầu kỳ quá nhiều hay là tranh giành hay là hay là tính toán giống như ngày xưa nữa mà mình 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 có những cái đơn hàng lớn hơn đó, nó dễ hơn và người ta tiền nong rất là tuyệt vời rất là song phẳng rất là đúng với những cái quyết định mà mình ra quyết định À, như theo công thức hôm nay mà doanh nhân bích theo đã chia sẻ ạ và nga cũng làm làm giống doanh nhân bích theo chia sẻ là nga cũng cắt tiền Nga đếm này xong rồi nga cũng học cách hình dung tưởng tượng các thứ nữa và những cái mục tiêu nga đặt giá nga đạt được hết luôn ừ. à, nga đạt được hết và ừ. cái tết năm vừa đây là lúc lúc đó là nga cũng học được một tháng rưỡi rồi ấy là cái tết năm vừa đây là có bao nhiêu mục tiêu là nga nga đặt ra trong cái tháng đó là nga đạt được hết cái cho tiền mẹ này xong rồi mua một cái bộ trang sức mà bao nhiêu lâu rồi mình không mua được mình cũng hình dung tưởng tượng mình cũng đếm tiền nga đếm 100 triệu nó có nó có nga đếm mà xong rồi chồng nga thấy nó cứ cầm cái cục giấy nó đếm là thấy khoảng rồi nhưng mà cuối cùng á thì nó nó, nó có đây chị ạ à. nên là mọi người cứ, cứ thử ứng dụng đi ạ à. khi nào mà mọi người đạt rồi thì mọi người mới mới thấy là uh, cứ tin trước đi xong rồi mình uh, lúc mình có rồi mình mới biết đấy chứ cái này nó cũng hơi vô hình nên là mình uh, mọi người cứ thử tin trước đi rồi ứng dụng ngay chị ạ à, nó hay lắm nó hay đến mức hoàn hảo luôn mà có thể là mình kể ra nhưng mà mọi người cứ nghĩ là nó bị chuyện ý nó hoàn hảo mà nó dễ thương tiềm thức nó làm cho mình có kết quả mà nó hoàn hảo mà nó nó dễ thương lắm <laughs> à còn về sức khỏe của con nữa à. sức khỏe của con của nga thì à. À, lúc trước thì ngay chưa biết công thức chăm sóc sức khỏe cũng chưa có tư duy đúng cũng chưa biết dùng lời hấp dẫn đúng à, hay là công thức đúng cho sức khỏe của con đâu thì nó được mệnh danh là cái đứa mà sức khỏe gọi là uh, bé nhất cái lớp mà học thì giỏi nhưng mà không được giấy khen do là nghỉ quá nhiều do là nó, nó nó nghỉ quá nhiều nó không đủ tiêu chuẩn để nó được giấy khen nữa mà mặc dù là rất là thông minh luôn uh, phải dùng mối quan hệ thì con nhà mình mới được uh, lên nhận một cái giấy bé ngoan À cái giấy khen cuối năm á nhưng mà bây giờ ngoài bác các anh chị biết không ạ? nhiệt độ có ngày 9 độ nhưng sau một đêm nó có thể lên 30 độ nó thay đổi cực nhanh mà người lớn các thứ chỉ là gọi là đổ ly chia về cái sự thay đổi thời tiết nhưng mà từ khi biết cái công thức đấy á thì con của nga nó nó đi học và cô giáo còn hoảng hồn luôn cô giáo bảo trời ơi sao mà chuột bây giờ chuột chuột cho giỏi nhở ờ, cô giáo ngạc nhiên nó cô giáo không nghĩ là có mình nó là nó trụ lâu nhất nó cứ ngày nào nó đi học chín độ nó cũng đi ba mươi độ nó cũng đi mưa cũng đi nắng cũng đi mà cô giáo bảo là muốn chụp một cái ảnh kỷ yếu chung của lớp nhưng mà chẳng bao giờ đầy đủ cả. Bởi vì thời tiết mà Bắc đầu này nó thay đổi nhiều quá. Nay cháu này không khỏe thì ngày kia cháu kia không khỏe có những thời gian nghỉ cả nửa lớp. Thì có bao giờ chụp được cái ảnh kỷ yếu đầy đủ đâu. Nhưng mà con nhà Nga thì nó có mặt từ đầu đến cuối mặc dù là trước đây là nó được cái mệnh danh sổ sổ đen đấy Mà bây giờ nó tuyệt vời như vậy ạ. À. Đây là Nga rất là cảm ơn câu lạc bộ luôn ạ. À. À, cái này là như hay nè cái này là em áp dụng cho con mình luôn hay sao? Dạ. có lẽ là cái sức khỏe con em nó thay đổi là nhờ đâu? À, là nhờ em có những cái cái tư duy đúng cách cách giao tiếp đúng cái cách đặt công thức đúng theo như hôm nay chị chỉ và cái cách mà mình ăn đúng uống đủ cái công thức về dinh dưỡng đúng cho con thì con mình nó có sức đề kháng tốt hơn nó đầy đủ chất dinh dưỡng rồi mình cũng giao tiếp đúng mình cũng dùng ngôn ngữ đúng nói chung là kết hợp tất cả những cái thứ mà, mà câu lạc bộ ô bé hết thì có cái gì thì em cũng nhặt vào em ứng dụng cho con Ok, quá tuyệt vời đúng không Còn gì đâu không? À, em chưa nhớ ra nhưng mà nhiều lắm nhiều thành công cực kỳ luôn ạ à. Rồi ok, cảm ơn em nhé. Rồi có gì à. khi có nhớ thì hôm sau gì có cơ hội thì mời Lan mừng nữa ha. dạ em cảm ơn chị theo đã cho em cơ hội lên ăn mừng thành công ạ à. Rồi à, các anh chị có thể rồi, cảm ơn uh, em nghe được không ạ? Yes. <laughs> à, đã chia sẻ câu chuyện đó là anh chị có thêm niềm tin không ạ? Dạ, yeah. có làm cho anh chị có thêm niềm tin để mà mình học tập rèn luyện không ạ? Yes. Và uh, Ở nghe là cái đứa mà nó học không có nghiêm túc được các anh chị nha. đó là cái đứa mà em cũng hơi đau đầu với nó vì nó học về lúc chọt vô thì học lúc mà chọt ra chọt vô cái vấn đề là học được cái gì thì sẽ áp dụng cái điều đó và áp dụng rất là hiệu quả thành ra là có cái kết quả để mà thay đổi cả về tài chính và sức khỏe ha tiền bạc thì nga thuộc cái tiếp người là không có không có gọi là không có mong cầu lớn không có đặt mục tiêu lớn ví là tiền đủ xài là được rồi sống chỉ có đủ tiền lo cho bản thân lo cho con cái là được rồi đấy à, có cái nhu cầu nó không có cao Thật ra là may mắn là hiện nay là hồi xưa khi mà Nga biết cái thư thì Nga không có học rèn luyện đó như cho đến khi mà vấn đề về tài chính và vấn đề về sức khỏe cũng như là mối quan hệ trong gia đình của nga gặp biến cố thì nga mới chịu học tập và rèn luyện các anh chị à, thì đâu lúc đâu phải ai cũng khắc khâu khắc khâu xây dựng tài chính đúng không ạ nhưng mà nhờ sau khi cải thiện về vấn đề về tài chính và sức khỏe thì nga cảm thấy à, xin lỗi cải thiện về vấn đề mối quan hệ và sức khỏe thì em mới nhận ra rằng là uh, mình cần phải thành công hơn nên là bạn mới đặt mục tiêu tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân thì mới có thể là gì xây dựng cho mình biết cách kinh doanh tốt hơn tạo ra dòng tiền cao hơn để lo cho gia đình của mình cảm ơn các anh chị <laughs> OK ạ, rồi thì mỗi anh chị khác nhau thì mình sẽ có mỗi một cái mục tiêu, mỗi cái mong muốn khác nhau và cái khát khao khác nhau thì sẽ học tập rèn luyện khác nhau. Đây là nếu anh chị nào đây mà mình có một cái mong muốn mình cải thiện về vấn đề về tài chính về sức khỏe mối quan hệ đó thì các anh chị có thể cho phép mình ha được tham gia vào nhóm rèn luyện thâm tâm trí để các anh chị được cài đặt lại những cái niềm tin đúng đắn. À, còn nếu như các anh chị muốn xây dựng công việc kinh doanh thuận lợi hơn, dễ dàng hơn và tạo ra doanh số lợi nhuận tốt hơn thì các anh chị có thể tham gia nhóm này luyện doanh nhân cho nó hái vàng nha và lúc nãy thì mới chia sẻ cho các anh chị bước số 3 đó không ạ đó chính là mình sẽ giao việc cho tiềm thức thì sau khi mà các anh chị giao việc cho tiềm thức xong thì chúng ta sẽ qua bước số 4 các anh chị sau khi mình giao việc cho tiềm thức có nghĩa là mình nói cho tiềm thức của mình cái mong muốn của mình là cái gì rồi à, thì các anh chị sẽ qua bước số 3 đúng không ạ và bước số 3 đó chính là các anh chị sẽ bắt đầu đón nhận nguồn lực các anh chị sẽ ghi vào đón nhận nguồn lực ha. Các anh chị phải đón nhận nguồn lực, anh chị phải lắng nghe tiếng gọi công ty. Anh chị phải lắng, có nghĩa là mình phải có một cái sự tỉnh thức để mà mình biết được là đây là cái nguồn lực vũ trụ mang tới cho mình để giúp cho mình thành công hơn, để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu mà mình đã yêu cầu. Ha, các anh chị à, đón nhận nguồn lực và các anh chị học cái chiến lược thành công. Học cái chiến lược thành công nhé. Đón nhận nguồn lực và anh chị học cái chiến lược thành công chiến lược thành công có nghĩa là sao ạ là vậy thì như thế nào gọi là chiến lược thành công một cái chiến lược mà kinh doanh thành công là cái chiến lược mà nó đến từ những cái người mà họ đã làm được rồi hoặc là nếu như mà em nói các chị mà cái chiến lược tạo ra 100 triệu lợi nhuận mà đúng là nó đến từ những cái người đã tạo ra cái mức tiền 100 triệu lợi nhuận nó nhiều tháng nhiều năm nhiều ngày nhiều kiếp luôn rồi các okay, anh chị hiểu không ạ hoặc là một cái chiến lược kinh doanh thành công đúng là nó sẽ đến từ những cái người doanh nhân, những cái người chủ doanh nghiệp đã sở hữu trong tay những cái tập đoàn hoặc uh, những tập đoàn hàng tỷ đô la hoặc là họ phải đi từ cái nghề sale trở thành cái nghiệp, trở thành cái vị trí là CEO hàng đầu thì chính những cái người đó mới nắm trong tay những cái chiến lược thành công. Hoặc là các anh chị đang muốn cải thiện về vấn đề ví dụ như em Nga đang có vấn đề là uh, sức khỏe mối quan hệ đi thì Nga có một cái quyết định đó chính là mình phải xây dựng mối quan hệ hòa hợp uh, làm sao để cho gia đình mình hạnh phúc hơn thì thì lúc đó vũ trụ đó mà đã, cái tần số tỏa ra với kết nấu nguồn lực thì vô tình là đã nhắc cho nga nhớ đến, đến thư nên nhớ đến cái facebook của mình nhớ đến cái trang của thư và cách nấu lại thư và theo đã hướng dẫn cho nga là à để mà em có thể có được cái chiến lược thành công mà em xây dựng được cái gia đình hạnh phúc thì em phải rèn luyện trong cái nhóm thân tâm trí để em lấy được cái công thức thành công để em lấy được cái chiến lược thành công ok các anh chị ơi Đấy, và nếu như các anh chị muốn có cái chiến lược thành công đúng Thì các anh chị phải đón nhận những cái nguồn lực từ những cái người họ đã làm thành công rồi Họ đã là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó Nhiều năm, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều cái chu kỳ rồi các anh chị mà còn nếu như một cái người nào đó mới mới bước vào nghề tay ướt tay chân ướt chân ráo không có biết gì cả mà các anh chị theo đuôi với người đó thì 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 rất là không hề dễ dàng Tại vì cái chiến lược đó chưa chắc nó đã thành công. Các anh chị nhớ không? Dạ. Và trước đây á, khi mà em thêu rất là mong muốn kinh doanh thành công, tạo ra 100 triệu lợi nhuận thì thêu đã đi tìm những cái người boss. Và sau khi mà thêu tham gia vào cái cuộc chơi kinh doanh của họ thì Thư nhận ra rằng là cái thu nhập của họ tạo ra nó còn chưa tới 100 triệu lợi nhuận. Thì làm sao mà họ có thể giúp cho mình các anh chị? Yes. Và cái người boss cuối cùng mà thêu chọn trước khi theo gặp môi trường câu lạc bộ đó chính là bạn đó làm 10 năm kinh doanh có nghĩa là bạn đó bán hàng online 10 năm trời có nghĩa là bạn live stream rất là mạnh mỗi ngày ngày nào bạn cũng live stream bán hàng hết và sau 10 năm bạn đã gây dựng được một cái kho hàng 500 triệu và khi mà theo bay ra hà nội để theo học từ bạn đó đó để theo theo hy vọng là theo sẽ học được chiến lược kinh doanh của bạn đó để mà quay trở về nhà theo gây dựng công việc kinh doanh của mình và theo làm theo cái chiến lược của bạn để mình có thể có được cái cái sự thành công trong kinh doanh đúng không ạ thì khi mà theo ra tới nơi đó, thì theo mới vô nhà của bạn á thì theo mới thấy rằng là bạn có một cái kho hàng và bạn nói với theo rằng là đây là kho hàng của em ờ, trong 10 năm qua thì em đã gây dựng được cái kho hàng đó và 500 triệu bạn không có dư cái gì hết bạn chỉ có cái kho hàng đó thôi đó thì em mới đặt câu hỏi rằng là hết ừ, thế mình đang muốn đi kinh doanh là mình muốn tạo ra 100 triệu lợi nhuận mỗi tháng mình muốn có tiền để mình cho cha mẹ mình muốn có tiền mình lo cho bản thân mình muốn có tiền mặt để dư mình muốn có dòng tiền tạo ra hàng tháng Chứ mình không có muốn cái kho hàng đó Mình không muốn trữ hàng Mình không có muốn là Anh chị biết mà cái kho hàng đó Bạn muốn có tiền để xài thì bạn phải làm sao Thì bạn phải bán hàng được Bạn muốn có tiền để xài Các anh chị nhớ mà Thì em mới thấy rằng là đây đây Không phải cái chiến lược em cần thì Không phải là cái chiến lược em thấy. Cái, gì? cái bước 3 đó chính là các anh chị phải đón nhận nguồn lực Và các anh chị phải học cái chiến lược thành công Đúng không ạ à? cái chiến lược thành công là đến từ những người thành công vậy thì khi mà em theo đến uh, gặp được cái người thầy của mình là doanh nhân anh trịnh quốc huy thì lúc đó anh đã cho theo biết rằng là hơn uh, trước đây anh cũng đã từng là cái người kinh doanh không thành công nhưng mà sau khi uh, anh đã học từ những cái người chuyên gia những người hàng đầu thế giới và anh đã áp dụng kinh doanh trong một sáu tháng thì anh đã tạo ra được cái dòng tiền và tạo ra khối tài sản một triệu đô la trở lên thì lúc đó là mình thấy anh có được cuộc sống tự do tài chính anh đi du lịch vòng quanh thế giới không những như thế anh còn giúp cho rất nhiều anh chị trong môi trường câu lạc bộ có được cái sự thành công Vậy thì lúc đó mình mới mình mới tin tưởng đây là cái chiến lược thành công các anh chị và mình mới theo mình học các anh chị không ạ à? và sau khi các anh chị học được cái chiến lược thành công thì sao ví dụ như bây giờ các anh chị muốn nấu một cái món thịt kho ngon yes đúng không khi mà các anh chị nấu một món thịt kho ngon thì các anh chị lên điện thoại điện thoại các anh chị sẽ kết nấu wifi các mà các anh chị sẽ lên anh chị tìm trên mạng anh chị sẽ tìm là gì ạ à, công thức nấu món thịt kho ngon đấy thì nó sẽ ra những cái người chuyên gia à, họ sẽ chia sẻ công thức nấu món thịt kho ngon của các anh chị thì sau khi mà các anh chị học được cái chiến lược thành công đó thì cái bước số tư đó chính là anh chị sẽ làm theo chiến lược anh chị phải làm theo chiến lược đúng không ạ yeah. thì trong quá trình mà các anh chị làm theo cái chiến lược đó, thì tìm thức sẽ là cái người Ờ, hỗ trợ cho các anh chị liên tục nó sẽ đồng hành cùng với các anh chị dạ. và sau khi mẹ theo đã học được cái chiến lược thành công uh, cái chiến lược kinh doanh thành công như vậy thì cái chiến lược kinh doanh như thế nào là thành công thì uh, ngày mai ha, theo sẽ chia sẻ cho các anh chị còn nếu như các anh chị muốn sở hữu một cái bộ công thức tròn uh, trọn vẹn luôn và có một cái người có thể đồng hành dẫn dắt các anh chị giúp đỡ các anh chị chỉ tay cầm tay chỉ việc cho các anh chị xây dựng cho mình một cái hệ thống một công việc kinh doanh uh, tạo ra cái dòng thu nhập thụ động cho các anh chị thì các anh chị có thể là gì? tận dụng cái nhóm rèn luyện doanh nhân chạm tới hóa vàng vào ngày 29 tháng 4 năm 2024 sẽ bắt đầu các anh chị nha ngày 29 tháng 4 năm 2024 sẽ bắt đầu có nghĩa là các anh chị chỉ có 5 ngày để chuẩn bị thôi nên các anh chị hãy tranh thủ à, nếu như chị sở hữu được nhóm này luyện này có khi nó sẽ giúp cho các anh chị à, có một số anh chị 10 năm kinh doanh chưa chắc các anh chị sẽ biết được những kiến thức này và khi mà các anh chị có trí tuệ có kiến thức trong tay và một cái người nó rất là đổi bình thường à, cũng có thể gì ạ à? từ những cái người rất đổi bình thường cũng có thể xây dựng được doanh nghiệp thành công thì không có lý gì mà các anh chị Đã là cái người từng kinh doanh mà lại không học được không rèn được đâu các anh chị ở đây là các anh chị phải nhanh chóng Hãy uh, tập trung 100%. Làm sao 5 ngày tới các anh chị có thể sở hữu được cái nhóm rèn luyện này để kịp rèn luyện cùng với Theo cùng với môi trường câu lạc bộ luôn, được không ạ? À? Và khi mà các anh chị đăng ký trước ngày 29 tháng 4 này thì Theo sẽ có một phần quà dành cho tất cả các anh chị. Uh, một cái phần quà đó chính là gì ạ? À? Hiện tại các anh chị biết không ạ? À? Theo đã um, xây dựng cái thương hiệu của mình và nhờ cái việc mà Theo biết cách tận dụng mạng xã hội để tạo ra cái dòng tiền cho mình. Thì Theo đã biết cách xây dựng cái thương hiệu rất là tuyệt vời Làm những cái video marketing à, Thu hút rất là nhiều khách hàng tiềm năng Bằng luật hấp dẫn Thì nếu như các anh chị nào đây Mình đăng ký vào nhóm rèn luyện doanh nhân trước ngày 29 Thì Theo sẽ dành tặng cho tất cả anh chị doanh nhân đang rèn luyện Học tập cùng với Theo Một cái chuỗi rèn luyện trong vòng 7 ngày Trong vòng 7 ngày để các anh chị ra được một cái chuỗi video marketing Có thể thu hút những khách hàng tiềm năng của các anh chị Đúng không ạ? bất kỳ anh chị nào đây hồi xưa giờ mình ở ẩn ở đâu mình ở bất kỳ cái thôn tỉnh nào thì thư cũng sẽ giúp cho các anh chị có được một chỗ đứng trên mạng xã hội để các anh chị có thể tạo ra được cái thương hiệu cho mình và để các anh chị có gì ạ dễ dàng tạo ra đơn hàng cho mình dễ dàng bán hàng cho mình đúng không ạ còn nếu như các anh chị không có chỗ đứng trên mạng xã hội thì các anh chị phải đang đi tìm kiếm khách hàng rất là khó khăn và cực khổ ok nhả yes, cái này thì sẽ tặng một cái chuỗi kèm cho các anh chị khi các anh chị là thành viên của nhóm này doanh nhân cùng với thực trong đội nhóm của Thừa thôi duy nhất tất cả các anh chị ở đây thôi ha các anh chị ở đây là các anh chị đang trong đội nhóm của thực đúng không ạ thì bước số 4 đó chính là gì sau khi các anh chị học được chiến lược thành công thì các anh chị phải làm theo chiến lược làm theo chiến lược đúng không ạ? Còn nếu như các anh chị học một cái chiến lược thành công từ một cái người nào đó thì thường là người ta sẽ chạy chia sẻ cho các anh chị rất là hời hợt và người ta không có chỉ cho các anh chị một cách cụ thể đâu các anh chị. Nhưng một cái quyền lợi cho các anh chị là khi anh chị là thành viên của nhóm này là doanh nhân thì không những các anh chị được hướng dẫn cụ thể mà các anh chị sẽ được các anh chị không được không những được người thầy của theo chia sẻ cho các anh chị một cái lộ trình thành công mà ngoài ra các anh chị sẽ được theo hỗ trợ cho các anh chị hoặc và những anh chị trưởng nhóm hỗ trợ một một cho các anh chị. Thậm chí rằng là các anh chị sẽ được rất là nhiều anh chị doanh nhân thành công đi trước chia sẻ kinh nghiệm cho các anh chị nữa. Và anh chị sẽ được ở trong nhóm rèn luyện cho đến khi nào các anh chị tạo ra lợi nhuận đầu tiên. Trừ khi các anh chị bỏ câu lạc bộ mà đi thôi, được không ạ? Trừ khi các anh chị không anh chị không có còn anh chị anh chị chủ động bỏ theo hoặc là bỏ môi trường câu lạc bộ. Các anh chị không có muốn đồng hành nữa thôi. Còn ở đây không ai bỏ các anh chị cả. Anh chị nhớ mà đó chính là anh chị sẽ làm theo cái chiến lược. Ok. Và trong cái trong lúc các anh chị làm theo thì sẽ có bước số 5. Bước số 5 đó chính là các anh chị hãy liên tục ghi nhận thành công. À các anh chị sẽ ghi nhận thành công. Anh chị sẽ liên tục ghi nhận thành công. Làm tới đâu thì các anh chị phải ghi nhận thành công tới đó. mà anh chị làm tới chỗ nào thì các anh chị sẽ ghi nhận thành công tới đó. Mình làm theo, mình làm được bước nào thì mình phải ghi nhận thành công chỗ đó các anh chị. OK, mà. Và trong quá trình các anh chị ghi nhận thành công thì mình phải liên tục liên tục vừa làm vừa ghi nhận thành công và vừa xem lại công thức vừa xem lại cái chiến lược thử là mình đi nó có đúng không mình có làm nó đúng không phải liên tục cập nhật lại công thức để đảm bảo rằng là chúng mình đã đang làm đúng và với cái quy trình này thì theo tin rằng là các anh chị uh, sẽ gì à? <laughs> chinh phục được bất kỳ cái mục tiêu nào các anh chị đặt ra. Cho dù đó là mục tiêu kinh doanh hay là mục tiêu tài chính, hay là mục tiêu sức khỏe hay là mục tiêu mối quan hệ, hoặc là mục tiêu sở hữu nhà, sở hữu xe hay bất cứ gì, các anh chị hãy làm đúng theo cái quy trình này. Ok ạ. Rồi, hẹn gặp lại các anh chị vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm sau. Thì sẽ tiếp tục cái phần này cho các anh chị. À, vậy thì để làm thế nào các anh chị có được một cái chiến lược, một cái chiến lược kinh doanh thành công là các anh chị sẽ tập trung vào yếu tố nào? thì cái này Thuy sẽ chia sẻ rất là kỹ cho các anh chị trong ngày hay ngày hôm sau được vào lúc 12 giờ trưa và xin giới thiệu cho các anh chị là buổi tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ 30 thì theo sẽ bắt đầu lại một cái chuỗi video uh, chia sẻ cho các anh chị những cái bí kíp để các anh chị uh, gia tăng uh, những cái bí kíp để các anh chị có thể cải thiện những vấn đề về tiền bạc, làm thế nào để các anh chị không còn lo lắng về tiền bạc nữa thì làm thế nào để các anh chị không còn lo lắng về vấn đề về tiền bạc thì nếu như anh chị nào có bạn bè nào mà đang gặp vấn đề về tài chính về tiền bạc này kia không có được khai thông thì các anh chị hãy giới thiệu cho họ vào cái buổi dung 19 30 cùng với theo nha được không ạ à, yes. và rất là mong rằng là tất cả các anh chị ở đây sẽ có mặt cùng với năm người bạn của mình được không? Yes. Và khi mà các anh chị cho đi rộng lượng Thì chắc chắn anh chị sẽ đón nhận được thôi Và nếu như mà anh chị nào mà học tập rèn luyện với Thư trong cái khung 19h30 mà gia tăng được tiền bản gấp đôi thì theo sẽ tặng cho các anh chị một phần quà được không ạ à? một phần quà bí mật đúng không được học được tạo ra tiền nhưng nó tăng tiền rồi cũng được tặng quà nữa tuyệt giờ không ạ yes và Tôi sẽ tặng quà cho những anh chị nào mà đến uh, rèn luyện dưới hưu có gia tăng lợi nhuận gấp đôi và giúp cho năm người bạn của mình cũng học tập và gia tăng tiền bạc chỉ cần cái dòng tiền nó tăng lên là được tặng quà và phải có năm người bạn tăng tiền cùng với mình được không các anh chị ơi mỗi anh chị nào ở đây mình sẽ có năm tấm vé được không ạ mình sẽ được nhận năm tấm vé để cho năm người bạn của mình và nếu như bạn cùng với năm người bạn của anh chị mà học tập giới theo hết áp dụng hết giới theo mà tạo ra được cái dòng tiền gia tăng thì theo sẽ có một phần quà đặc biệt gửi tới nhà cho các anh chị được không ạ à? yeah ok à, và các anh chị hãy nhớ rằng là phải bạn và cùng với bạn của mình để gia tăng tiền nhé phải là dư được tiền trong 7 ngày rèn luyện được không ạ à? yes và theo tin rằng là à, các anh chị nếu mà giúp cho năm người bạn của các anh chị mà gia tăng được tiền bạc thì giả sử như là uh, cái người người số 1 tạo ra được cái uh, dư được cái dòng tiền tăng được cái dòng tiền lên là từ 5 triệu lên 6 triệu dư được một triệu đúng không ạ và cái người kia kiếm uh, tạo ra được cái dòng tiền bao nhiêu thì cộng hết lại thì đó là cái giá trị của các anh chị năm uh, cái người bạn đó gia tăng tiền nhưng mà vũ trụ sẽ ghi nhận công của các anh chị sau này một cái dòng tiền nào đó nó sẽ đến với các anh chị để nó bù lại cái công sức các anh chị đã gieo đi ha dạ yeah, okay. rồi nhớ tặng quà cho bạn bè mình nha ok rồi khi nói lại cái điều kiện nào đó chính là nếu như các anh chị có năm người bạn rèn luyện trong cái 7 ngày tới cùng nhau giải quyết uh, những cái vấn đề liên quan tới tiền bạc không còn lo lắng về tiền bạc nữa thì uh, uh, trong vòng 7 ngày bạn cùng với năm người bạn của các anh chị mà gia tăng được dòng tiền thì sẽ được nhận một phần quà của theo được không ạ? Okay. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã đồng hành với theo trong buổi trưa ngày hôm nay và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi dùng buổi tối ngày hôm nay nha. Xin chào hẹn gặp lại các anh chị ạ. I love you, thank you. Các anh chị mới mới chào nhau nha. Tôi là một danh nhân trẻ từ Thái Giang. Tôi là người thành công, tôi là người khỏe mạnh, tôi là người đàn. I love you, thank you. Bye bye. À,